Bây giờ mình đi vào cái chương đầu tiên ha. Rồi, đóng cái khung chat lại. Rồi để bật thử lại coi coi là mọi chuyện nó êm xuôi không, nó ổn không. Mình là đang cái thanh này nè ha. Rồi, ok, giờ thấy rồi đúng không? Rồi, ổn. Rồi, thấy rồi, được rồi. Bây giờ mình sang tiếp tục, đó là cái phần chương số 2. Hôm trước á, thì mọi người đang làm ở cái chương đầu tiên, đó là cái chương mà mới vừa giới thiệu thôi. Như vậy thì trong cái chương đầu tiên đó là mình đã đi qua cái phần mà về thế nào là một cái cấu trúc dữ liệu nè, rồi làm sao để cho mình có thể thực hiện các cái công việc mà hỗ trợ đi kèm để xây dựng một cái cấu trúc dữ liệu, tức là một bài toán đầu vào thì mình đã phải đi tìm hiểu coi là dữ liệu input của nó là gì, output là gì, rồi làm sao để có thể chuyển từ input ra được output cần tìm. Thì cái quá trình mà để mà mình chuyển cái công việc đó đó là mình phải giải quyết. Như vậy giải quyết từ dữ liệu người ta cho ra được cái yêu cầu của người dùng thì cái quá trình đó đó người ta được gọi là quá trình đi xây dựng thuật giải. Thì cái hình thái để mình xây dựng thuật giải đó là đầu tiên á, là mình có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Thứ hai là mình dùng lua đồ. Thứ ba là bạn có thể sử dụng là cái gì? Mã giả đúng không? Hoặc là một cách khác đó là sau khi sử dụng được hết một trong ba anh trên thì mình sẽ sử dụng một ngôn ngữ lập trình để mình chuyển thể nó sang, đó là một cái source code của mình. Phải chưa? Như vậy thì trong tất cả những cái trường hợp đó đó, cái quá trình mà mình tiến hành mình lưu trữ hay là mình giải quyết vấn đề thì mình đa phần mình phải dựa trên cái hình thái, cái cấu trúc dữ liệu. Tức là bạn sẽ lựa chọn, bạn lưu trữ thông tin dữ liệu bài toán của bạn bằng cái trạng thái gì. Như vậy khi mà người dùng đã có thể biết được là bạn đang sử dụng cái hình thái gì để bạn tiến hành lưu trữ đó, thì người ta sẽ giải quyết mọi chuyện nó gọn nhẹ hơn và nó êm xuôi hơn. Tại sao? Mỗi một cái loại cấu trúc dữ liệu nó có một cái cách để cho mình bố trí và mình lưu trữ dữ liệu khác nhau ha. Như vậy thì khi đó đó, bữa tuần trước mình đã làm sơ lược qua hết những cái anh kia, và có một số bạn thì cô thấy là bạn cũng còn đang báo là bạn bị vướng ở cái khâu về Flowgrim. Thì để có thể là một vài ngày khi mà cô thu xếp được, cô sẽ quay một cái video để hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool Flowgrim đó nha. Còn khi máy bạn mà không cài đặt được thì bạn coi lại coi máy bạn, thứ nhất là .NET Framework có phù hợp hay chưa. .NET Framework mà cao hơn nó cũng không có chịu nha, tức là phù hợp với đúng .NET Framework của nó. Thứ hai là Windows máy bạn đang là bao nhiêu bit thì bạn lựa chọn đúng cái phiên bản mà bạn cài đặt ha, bạn cài đặt lại rồi xong rồi bạn sử dụng. Thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn sẽ có bị vướng một vài cái điều, ví dụ như là sử dụng cái lệnh output thế nào, lệnh input ra sao ha. Thì có thể là cô sẽ gửi cái video lên cho nhóm sau. Tiếp tục đó là bây giờ mình sang cái phần chương này thì nó là chương về danh sách liên kết, với cái tên của nó là linked list. Và đối với lại cái phần mà danh sách liên kết này đó thì đầu tiên đó, để mình làm quen được với danh sách liên kết thì mình cần phải trải qua các cái kiến thức sau đây. Thứ nhất á, là cái cách về biến tĩnh và biến động, tức là sự khác nhau giữa biến tĩnh và biến động ở trong cái anh lập trình này của mình nó khác nhau như thế nào trong khi chương trình đang thực thi. Cái thứ hai, từ cái việc phát sinh ra cái biến động mà mình sẽ làm quen với khái niệm đó là con trỏ, tức là cái pointer. Cái tính chất của cái mảng một chiều nó tồn tại như thế nào so với trong cấu trúc dữ liệu, và từ đó mình phân tích ra để mình sử dụng tính chất của danh sách liên kết. Như vậy đó là cái phần đầu tiên, tạm gọi cái phần này là cái phần đặt vấn đề ha, cái phần này gọi là phần đặt vấn đề. Và cái phần thứ hai của mình đó là cái phần về danh sách liên kết. Thì trong danh sách liên kết này, đầu tiên là mình sẽ đi định nghĩa có thế nào là một cái danh sách liên kết ha. Rồi sau đó đó mình sẽ phải biết đó là các cái loại của danh sách liên kết nó thực tế là nó có những loại gì, và mình đi vào sâu mình tìm hiểu một loại trong các danh sách liên kết đó là danh sách liên kết đơn, thì cái cách khai báo nó ra sao, rồi các cái thao tác cơ bản cho danh sách liên kết đó là cái gì thì mình sẽ tìm hiểu cái phần thứ hai. Còn ở cái chương danh sách liên kết này nó còn có cái phần sau, đó là danh sách hạn chế, thì nó nằm trong cái phần bài giảng 2.1, 2.2 của mọi người đó. Thì trong danh sách hạn chế đó mình sẽ sử dụng hai anh, đó là ngăn xếp và hạn đợi ha. Như vậy thì hai cái anh đó nằm ở cái phần 2.2 nha. Như vậy thì ngày hôm nay đó là mình sẽ cố gắng mình đi tìm hiểu cái phần đó là đặt vấn đề, tức là những khái niệm thông tin về thế nào là biến tĩnh, thế nào là biến động trong lập trình, để mình nâng lên thành khái niệm của một cái pointer, mỗi con trỏ. Rồi mình tìm hiểu
cái tính chất mảng một chiều trong lưu trữ nó có hỗ trợ như thế nào để từ đó mình phát triển nó thành tính chất của danh sách liên kết, và mình tìm hiểu sơ lược về danh sách liên kết. Đó là nội dung của buổi ngày hôm nay nha. Rồi, đầu tiên cái mục tiêu của cái việc mà mình sẽ sử dụng có cái gì vậy các bạn? Cái gì mà thấy các bạn lập khung chat vậy? Các bạn đừng có chat lung tung trong giờ học. Giờ học chat lung tung cái bên đây nó báo cái làm là bạn khác nó cũng đang phân tâm. Mình vào trễ thì mình chịu thôi ha, mình chịu thôi chứ tại sao cứ mình cứ vào trễ rồi mình hỏi các bạn mình thì làm ảnh hưởng tới bạn khác nha. Rồi, đầu tiên cô ơi, có cái Zalo không cho bạn, có cái Zoom không cho bạn kia kìa cô? Cái Zoom thì bạn nhấn vào cái nút nhờ tham gia là được mà em. Bên cô cũng đâu thấy link của Zoom đâu. Bạn lên web trực tiếp để bạn nhấn vào nút tham gia là được mà. Ở trên cái tờ khóa biểu của các bạn á. Rồi, quay trở lại nha. Mục tiêu đó là trong cái chương này á, là bạn nắm vững khái niệm của hai loại cấu trúc dữ liệu. Một á, là cái cách khai báo cấu trúc dữ liệu tĩnh. Tĩnh tức là cố định ha, cố định, không thay đổi được. Và không thay đổi được khi nào? Không thay đổi được trong suốt thời gian từ lúc thực thi cho đến cái lúc đó là gì mọi người? Chấm dứt hoặc là mọi người dừng chương trình đang thực thi. Tức là từ lúc mà mọi người biên dịch chương trình rồi sau đó mọi người thực thi thì là lúc đó những cái cấu trúc dữ liệu tĩnh á, bắt đầu là nó được khởi tạo. Như vậy nó được khởi tạo thì nó sẽ tồn tại xuyên suốt trong quá trình mà chương trình đang thực hiện. Cuối cùng á, là khi nào mà chương trình của bạn dừng á, tức là cái màn hình coi như là nó hiện một cái dòng để cho bạn biết đó là à kết thúc chương trình. Thì khi kết thúc chương trình rồi đó, bắt đầu mọi người sao? Nhấn một cái phím bất kỳ để quay trở về lại màn hình code thì cái quá trình đó các dữ liệu tĩnh nó sẽ được giải phóng. Tức là nó mới mất. Còn đối với lại động á, động thì tức là mình sẽ linh hoạt hơn trong cái việc là khi nào mình cho nó bắt đầu là nó được khai báo tồn tại trong dữ liệu. Và đồng thời trước khi chương trình của mình dừng, mình muốn mình remove nó ra khỏi bộ nhớ cũng được luôn. Nó được gọi là khái niệm cấu trúc về động. Cái mục tiêu thứ hai là mình sẽ nắm vững cái cách mà mình tổ chức dữ liệu động bằng danh sách liên kết và minh họa được các thao tác xử lý trên danh sách liên kết đơn. Và mình sẽ cài đặt được bằng cái ngôn ngữ C, C++ nha. Cái phần mà cài đặt thì mọi người sẽ học trong cái phần thực hành. Còn ở đây thì mình sẽ nói cái phần lý thuyết cũng như là cái cách để cài đặt nha. Rồi, tiếp tục à, đầu tiên nè, mình xét một cái ví dụ. Giả sử đó là mình có một cái mảng một chiều như thế này. Thì chắc chắn là cái mảng một chiều này á, là cấu trúc dữ liệu nó là tĩnh. Tại tới thời điểm hiện tại các bạn đang học là nó tĩnh. Thì cô giả sử cô khai báo là cái mảng một chiều này nó có 7 phần tử. Tuy nhiên á, là cô mới nhập thông tin vô cho 6 đứa đầu tiên thôi. Như vậy tức là cái cấu trúc dữ liệu này á, nó đang dư 1 phần tử. Đúng không? Là coi như bắt buộc từ lúc chạy chương trình cho đến lúc kết thúc chương trình là cái mảng một chiều này đúng có 7 phần tử. 7 là 7, được chưa? Không có thay đổi gì hết. Tới khi nào chương trình dừng á, thì cái việc 7 phần tử này á, nó mới không còn tồn tại trong cái memory. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Vậy bây giờ những cái thao tác khác mà ví dụ như sắp xếp, tìm kiếm thì cái việc đó nó có thể diễn ra được. Tuy nhiên nếu như bây giờ cô đặt vấn đề là mình cần chèn, tức là cái quá trình mình thêm đó, chèn cái con x bằng 4 vào vị trí số 3 vào vị trí số 3 thì có phải quá trình này của mình đó là mình sẽ phải đi tìm coi vị trí thứ 3 là nằm ở đâu, mà trong mảng một chiều thì vị trí đó, nó bắt đầu từ vị trí thứ 0. Như vậy thì tức là vị trí thứ 3 của cái mảng đầu tiên ban đầu á, là 3, 1, 7, 8 thì nó chính là ngay tại vị trí của 8 nha, ngay tại vị trí của 8. Như vậy khi mà ngay tại vị trí của 8 mình muốn chèn cái con số 4 vô đây là mọi người phải thực hiện một thao tác là mọi người sẽ phải làm sao? Sẽ phải dời, đúng không? Sẽ phải dời. Dời là gì? Dời là mình sẽ phải đưa cái thằng 8, thằng 2, thằng 6 đi ra phía sau một đơn vị rồi mình mới nhét được cái thằng 4 vô. Nhưng mà cái việc dời này chỉ làm được nếu như cái mảng tĩnh ban đầu này của mình á, nó đã có dư được phần tử ở phía sau. Chứ nếu không thì không thể nào chèn thêm bất kỳ một phần tử nào tại vị trí nào nữa hết ha. Như vậy đó là một cái thao tác. Vậy ví dụ như bây giờ tiếp tục á, là mình muốn xóa phần tử có giá trị á, là x bằng 7. Thì cái quá trình xóa này mình phải làm sao? Là mình phải lấy nó đi ra khỏi. Thì cái cách mà để lấy nó đi ra khỏi là mình sẽ dời toàn bộ cái khối phần phía sau trong cặp dấu ngoặc màu xanh này nè, dời lên phía trước một đơn vị. Phải chưa?
Như vậy khi dời lên phía trước một đơn vị á, thì coi như thằng 4 lên đây, thằng 8 đi lên, thằng 2 đi lên, thằng 6 đi lên. Thì sau khi đó nếu mọi người muốn đúng thì mọi người phải giảm số lượng phần tử đi một đơn vị, để khi mà nó xuất kết quả ra chương trình á, nó phải làm sao? Nó được cập nhật là nó đã giảm bớt một đứa rồi. À, như vậy phải cơ chế trả về là tham chiếu rồi này kia kia nọ, rất là phiền phức phải chưa? Nhưng mà thực tế trong bộ nhớ thì nó vẫn còn đúng bao nhiêu? 7 phần tử đã được khai báo. Như vậy độ phức tạp của các cái giải thuật mà chèn hay xoáy trên mảng một chiều này á, người ta được đánh giá là ON. O là một cái đơn vị để người ta đi đánh giá cái mức độ độ phức tạp thôi mọi người. À, còn N là kích cỡ đầu vào của cái anh này. N này chắc chắn là mình đã được quy định từ ban đầu. Như vậy thì cái việc này cứ mỗi lần như vậy á, thực hiện và nó được tiêu tốn toàn bộ cái nguồn tài nguyên của mình, nhưng lúc nào nó cũng phí cứng trong đó là bao nhiêu phần tử. Trong khi đó các cái thao tác mà tiến hành đi chèn thêm hay là đi xóa nó khá là phức tạp. Tại vì nó phải thực hiện một mớ những công việc phép gán đi lên hoặc là đi xuống đó. Được chưa? Như vậy thì cái chuyện mà mình đặt ra ở đây á là vấn đề phức tạp khi chèn hoặc là khi xóa nè. Với lại cái việc mà cái cấp phát tỉnh này á, nó bị giới hạn bởi kích thước của vùng nhớ. Tại vì bạn xin ban đầu, ví dụ bạn xin 100 đứa thì nó cho hẳn 100 đứa. Bạn xài có hết 100 bạn hay là bạn xài nhiều hơn 100 bạn cũng không được. Rồi khi mà không còn dùng đến, ví dụ như trong chương trình có những cái đoạn chương trình mà nó không cần dùng tới cái mảng đó nữa, cái mảng nó chỉ phục vụ cho giai đoạn đầu thôi, giai đoạn sau không cần làm gì nữa hết trơn, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Như vậy trong khi đó có những cái nơi khác có thể những thông tin của những cái đối tượng khác lại cần, thì có khả năng nó lại sao không đủ vùng nhớ để cấp phát. Như vậy thì cái vấn đề người ta nói là vấn đề giải phóng vùng nhớ khi không cần dùng đến nữa đó, tức là trong một cái bài lập trình chương trình đang dạy có những thời điểm có những biến hay là mảng của bạn nó không cần dùng tới nữa, nhưng mà bạn không giải phóng vùng nhớ được. Và các vùng nhớ lúc này á thì nó có một cái điều tốt, đó là nó liên tục nhau ha, nó liên tục nhau. Như vậy thì dựa trên bốn cái vấn đề mà đặt ra này đó, người ta mới thấy người ta cần một cái dữ liệu nào hỗ trợ cho cái việc chèn hay là xóa bớt cái độ phức tạp đi. À, bớt cái một mớ những cái phép gán đi, mà khi chèn thêm á thì giống như là chỉ có một phần tử được cấp phát mới rồi nhét vô tại vị trí mình cần thôi. À, chứ mình không có cần phải khai báo từ đầu. Rồi khi mình cần xóa đó thì mình chọn đúng cái đứa cần xóa, mình review nó ra khỏi và cái danh sách của mình cũng tự động được cập nhật lại phần tử luôn. Ha, cái đó là cái mong muốn chính đáng, tại vì sao? Nó đỡ tiết kiệm cái việc đó là phải làm sao mọi người phải cứ đi thực hiện một mớ một lượng những cái phép gán. Và khắc phục cho cái giới hạn thứ hai là bây giờ lúc nào cũng có vùng nhớ tối đa. Vậy bây giờ nhiều khi xài không hết ha. Vậy bây giờ thì mình sao? Mình sẽ cho phép cái việc vùng nhớ này á là nó nằm trong phạm vi mình cần thôi. Người dùng bảo là người dùng nhập số lượng phần tử của mảng, là người dùng nói là nó cần có 10 phần tử thì mình khai báo đúng 10 phần tử. Khi nào mà nó muốn sinh thêm một phần tử nữa thì mình sẽ sử dụng cái thủ thuật đó là mình mở rộng cái vùng nhớ mà mình sinh ra. À, như vậy thì đó là cái vấn đề đặt ra theo cái mong muốn của mình. Và giải quyết thêm cái vấn đề thứ ba nữa là khi nào vùng nhớ không có cần nguyên cái mảng đó, xài tới giữa chừng giữa bài thôi là bây giờ không cần nữa, không cần nữa thì sao? Thì mình hoàn toàn mình có thể là gì, remove nó ra khỏi vùng nhớ luôn nha, remove nó ra khỏi vùng nhớ, chứ không cần thiết là phải làm sao mọi người phải ngồi chờ đến kết thúc chương trình nha. Và dĩ nhiên đó là thậm chí là mình cũng không cần mong muốn là cái vùng nhớ của mình liên tục nữa, miễn sao đó là các phần tử nó truy xuất được tới nhau thôi. Chứ nhiều khi liên tục thì nó sẽ sao mọi người, nó bị giới hạn bởi cái việc kích thước còn trống á, nó không có cho phân rải rác được. Thì cái đó nó được gọi là những cái nhu cầu để tạo ra cho mình đó là một cấu trúc dữ liệu động thay vì xài tĩnh như hiện tại. Đó là cái vấn đề đặt ra. Như vậy các anh mà dữ liệu động á, nó giúp mình giải quyết được bốn cái vấn đề đặt ra ở phía trên. Rồi có cái gì thắc mắc với lại cái việc mà đặt vấn đề giống như là hồi đó giờ mình đã làm quen thì bây giờ sử dụng cấu trúc động, hiểu được cái ý nghĩa của nó và nó xài khi nào chưa? Rồi để cho một vài phút bạn nghiền ngẫm coi trong bốn cái vấn đề này bạn đang bị lăn tăn hay thắc mắc vấn đề nào thì bạn hỏi nè. Rồi, ổn không?
cái gì mà không chán. Vùng nhớ không liên tục. Rồi, chưa hiểu khái niệm vùng nhớ không liên tục, đúng không? Rồi, bây giờ như vậy. Đây, từ từ cô mượn một cái pen color để cô vẽ trên đây cho nó dễ ha. Rồi bây giờ ví dụ như cô nói các bạn là cô khai báo một cái mảng A có 5 phần tử. Thì khi các bạn nhớ, các bạn mô phỏng làm sao? Cái vùng nhớ có 5 phần tử thì tức là 5 đứa nằm cạnh nhau đúng không? Giả sử mỗi phần tử này là số nguyên. Tức là mảng A là mảng số nguyên có 5 phần tử. Phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, phần tử thứ tư và phần tử thứ năm. Được chưa? Vậy anh này là chỉ số index thứ 0, index 1, index 2, index 3 và index 4. Như vậy thì khi bạn khai báo như thế này á, thì bạn nghe cái câu á, là cái lúc mà bạn học từ cái môn nhập môn lập trình của các bạn đó, thì chúng nó sẽ được đặt trong một vùng nhớ liên tục với nhau. Thực tế mỗi một đứa như thế này à, nó là một biến đơn á. Chẳng qua là tại vì bạn khai báo đó là in A5, tức là nó có 5 phần tử là 5 cái biến đơn đặt nằm cạnh nhau. Và để bạn truy xuất từng cái đứa biến đơn á, thì bạn thông qua cái tên của đối tượng mảng, tức là cái tên là A. Như vậy thì khi mà bạn cho thông qua như vậy đó, thì anh này nằm đây, đúng không? Anh này nằm đây. Thì mỗi lần bạn nói đó là thằng A0 là mấy thì truy xuất được không? Được. A1 là mấy? Được luôn. Tương tự cho A2, A3 và A4. Được chưa? Nhưng mà trên thực tế khi bạn truy xuất tới nó là bạn truy xuất tới cái value bên trong, tức là cái giá trị lưu trữ bên trong. Ví dụ bạn gán cho A0 là bằng 5, A1 là bằng 7, A2 thì bằng A0 cộng A1 chẳng hạn. Thì cái đó là bạn đang lấy cái value phía trong. Còn khi bộ nhớ của bạn nó cấp phát, tức là RAM đó, đang nói bộ nhớ trong chứ không phải là bộ nhớ HDD hay là SSD, bộ nhớ ngoài nha. Bộ nhớ trong để nó cấp phát memory cho cái anh khu vực mà mình chạy chương trình lập trình. Như vậy thì thằng A thứ 0 này nè, ngoài cái việc là nó có khả năng lưu trữ giá trị, nó còn phải là nằm tại cái địa chỉ nào. Như vậy thì A0 này cô giả sử là nằm tại ô địa chỉ thứ 2000. Địa chỉ này là gì? Là số thứ tự byte trong bộ nhớ. Một byte thì bằng 8 bit gì đó phải không? Rồi byte, rồi kilobyte, megabyte, rồi gigabyte gì đó. Như vậy ví dụ RAM của bạn là RAM 1GB RAM, thì tức là nó là nhiêu? Thì đổi ra byte nó ra được nhiêu đó, phải không? Thì cái số lượng byte cô nói ví dụ đi, mấy bạn là coi như có được là 2 mũ 10 là coi như 1024 nhiêu đó megabyte, phải không? Thì coi như đó là 2 mũ 20 là mình được coi như là cỡ khoảng 2GB đó ha. Vậy khi đó đó thì các cái byte nhớ ở trong cái memory RAM của bạn đó, nó đang cấp phát là vậy, bắt đầu từ cái byte thứ nhất, rồi byte thứ hai, thứ nhất cũng bắt đầu từ byte 0, byte thứ hai, byte thứ ba, rồi chấm 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 cho đến byte thứ 2 mũ 20 mà trừ đi cho 1. Để cho Hà nói năm nay lấy trừ 1 ở dưới á, để cho chị dễ hình dung đó. Như vậy thì tức là các byte nhớ ở trong cái RAM nó cũng đặt nằm cạnh nhau vậy nè, miễn sao đủ với kích thước mà yêu cầu của mấy bạn đang có và hiện tại. Được chưa? Như vậy bây giờ mỗi lần mà bạn khai báo một cái thằng A 5 phần tử thì nó sẽ đếm thằng A này bạn đang khai báo là số nguyên, mà số nguyên thì kích cỡ vùng nhớ sẽ là bao nhiêu byte? Nhập môn lập trình số nguyên thì là bao nhiêu byte? Có ai nhớ? Mấy byte? Đâu ai trả lời giùm cô? 16. Trời ơi, số nguyên mà 16 byte hả? À nhầm, 255. Trời ơi, chết luôn. Bao nhiêu? Đừng có bật chat, cô phải mở con chat lên liên tục mất công. Ừ, có bạn trả lời đúng kìa. Bạn Kha trả lời đúng 4 byte. Trời ơi, mấy đứa về coi bài bài của cơ sở lập trình, nhập môn lập trình nha. Số nguyên 4 byte ha, số nguyên 4 byte. Nhưng mà bạn đang khai báo cái mảng này có tới 5 phần tử. Như vậy tức là để cấp phát cho 5 đứa này thì nó cần phải bao nhiêu byte trong bộ nhớ? Cần bao nhiêu byte trong bộ nhớ? Mỗi đứa là 4 byte, 5 đứa bao nhiêu? 23, đúng không? Như vậy thì cái việc mà nó cấp phát tại ô nhớ nào á, đó là cái hệ điều hành nó quyết định. Bạn sẽ học trong cái môn hệ điều hành để bạn biết cái cơ chế nó cấp phát. Nhưng mà cô nói ví dụ đi, nó bắt đầu cấp phát từ cái byte số 1.
Cái này là hệ điều hành nó quyết định, mình không can thiệp được nha. Nó cho đi vô đâu trong bộ nhớ là cái chuyện đó, là hệ điều hành nó tự có cơ chế và thuật toán để cho các chip của nó phân, mình không có can thiệp được. Bây giờ ai mà muốn can thiệp chuyện đó thì phải làm quen tới cái phần về kỹ thuật lập trình, à xin lỗi, kỹ thuật máy tính, tức là bạn làm quen tới mô điện tử và chip, bạn lập trình nhúng thì bạn sẽ làm quen được với những cái việc đó nhiều hơn nha. Như vậy anh này bây giờ giả sử nó có phát từ bài số 1 mà cần 20 bài, như vậy là có phải từ bài số 1 tới bài thứ 20. Nguyên tắc của mảng 1 chiều là nó cấp phát các vùng nhớ liên tục nha. Như vậy thì coi như đó là từ bài số 1 cho đến bài thứ 20. Rồi cô giả sử nha, chấm 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 ở đây sẽ là bài thứ 20 nè. Thì nguyên 20 đứa này nó sẽ có chung một cái tên là thằng A. Rồi bạn muốn truy xuất thằng A không? Thằng A không là 4 bài. Thì thằng A không này nó đang nằm bắt đầu từ cái bài số 1, nó sẽ là bài 1, bài 2, rồi bài 3, rồi bài 4. Như vậy tức là 4 đứa đầu tiên này nè sẽ là dành cho khu vực của A0. Như vậy A0 này nó bắt đầu từ bài số 1, như vậy thì địa chỉ của anh này ha là 1. Mặc dù đó là 4 đó, 1 2 3 4, nhưng nó sẽ lấy địa chỉ của cái bài đầu tiên là 1. Được chưa? Qua cái anh số 1 này nè. Qua cái anh số 1 này thì nó nằm từ cái bài 5 6 7 8. Như vậy địa chỉ của thằng A1 sẽ là địa chỉ 5. Còn cái thằng A2 á, sẽ là 9, 10, 11, 12. Như vậy anh này là 9. Tương tự anh này cũng tăng thêm 4 bài là nhiêu? 13. Anh này là nhiêu? 17. Thì những anh này á, nó được gọi như thế này là nằm cạnh nhau trong bộ nhớ, tại vì nó được cấp phát liên tục. Và khi lấy địa chỉ thì nó lấy địa chỉ của cái bài đầu tiên. Và mỗi lần mà bạn cái việc bạn duyệt đó là y bằng 0, y cộng cộng. Cái y cộng cộng nó chính là y tăng một đơn vị đúng không, để chạy chỉ số chứ gì. Thì coi như đầu tiên nó là không tăng một chỉ số, thì tự nó hiểu đó là khi bạn truy xuất qua AI của lần sau mà khi y bằng một thì nó biết là nó tăng một đơn vị bộ nhớ, một đơn vị bộ nhớ chứ không phải là một đơn vị bên ngoài tính toán của mình. Mặc dù mình sử dụng cái tính toán đó mình đưa vào, nhưng khi bạn cho đó là khi y bằng không á, bạn cũng truy xuất bằng AI, khi y bằng một bạn truy xuất bằng AI, thì cái thứ y mà truyền vô trong cặp dấu ngoặc vuông để cho bạn truy xuất chỉ số á, nó chính là cái gì mọi người, nó chính là một đơn vị kích thước bộ nhớ được thay đổi. Mà một đứa này được thay đổi thì nó cách nhau 4 bài, được chưa? Thì cái việc đó gọi là cấp phát liên tục. Còn cái việc mà sử dụng với danh sách liên kết vùng nhớ sẽ không liên tục, tức là bây giờ bạn cần thực tế 5 phần tử là bạn cần lưu trữ thôi đúng không? Nếu bạn lưu theo kiểu mảng là bạn lưu như vậy. Còn cái anh cấp phát rời, cấp phát động á, vùng nhớ không liên tục thì có thể á, phần tử đầu tiên á, nó nằm tại cái bài nhớ 2000 nào đó. Phần tử thứ hai á, nó nằm tại cái bài nhớ đó là 3500, nó không có quy luật nào hết á. Tại vì bây giờ tụi nó sẽ là toàn bộ tụi nó sẽ rời nhau hết, và mỗi lần mình xin cấp phát thì mình cấp phát rời một đứa. Rồi ví dụ cái đứa thứ ba nó lại là nằm tại cái ô nhớ đó là 570 chẳng hạn. Đó, rất là ngẫu nhiên, nhưng những phần tử này nó sẽ cho liên kết được với nhau để tạo thành một danh sách liên kết, cũng như là có thể biết được phần tử đầu. Được chưa? Như vậy đó là khái niệm của cái việc vùng nhớ liên tục và không liên tục. Rồi, ok chưa? Rồi, tiếp được chưa? Ừ, tiếp được chưa? Chờ phản hồi đi. Rồi Rồi, ok. Về cái này cũng còn, cô có đang ghi video đó, hy vọng là ghi êm xuôi ha. Xong rồi cứ mỗi buổi nhưng mà xong thì có gì cô sẽ đưa cái link cho các bạn này, cho nên là chịu khó, ví dụ ngồi coi lại video thì ngồi nghe lại cái đoạn mà vùng nhớ liên tục, vùng nhớ không liên tục. Cô nghĩ cái này cái lúc nhập môn lập trình chắc là thầy cô cũng đã có nói rồi, thầy các bạn quên đó. Rồi bây giờ vấn đề đặt ra đúng không, xài liên tục thế này thì có phải là lỡ, nhưng mà bộ nhớ của mình á do hệ điều hành nó cấp phát mà các bạn, ngẫu nhiên đúng không, có 2 GB RAM thôi, bây giờ nó cấp phát gần hết rồi, nó rải rác ra các ô bên ngoài thì đủ để cho cấp phát 20 bài, tức là mỗi lần cấp phát là 4 bài dành cho 5 đứa. Nhưng mà vô tình 20 bài đó nó không thể nằm liên tục nhau, không còn vùng nhớ liên tục nhau, thì có phải là khi đó cái việc mà khai báo cấu trúc tỉnh như thế này là bất lợi, thậm chí không khai báo được luôn, đâu có tận dụng được tối đa nguồn nhớ đâu, phải không?
tại vì nó cứ bắt là bây giờ phải đủ chỗ cho 20 đứa nằm cạnh nhau. Khác với là cái việc là bây giờ mình cần 5 đứa, mỗi đứa vậy chỉ cần 4 bài thì người ta có thể nhét ngẫu nhiên, nói vui vui giống như trang như bạn vô rạp chiếu phim đi, bạn có một nhóm bạn 20 người, được chưa? 20 người, bạn nói là bạn muốn 20 người này á là phải ngồi cạnh nhau, nếu cái rạp nó trống nó còn đủ chỗ thì khỏi phải bàn rồi, phải không? Quá sung sướng rồi. Nhưng mà bây giờ lỡ vấn đề đặt ra là người ta cũng còn 20 chỗ đó, nhưng mà 20 chỗ đó nó nằm rải rác trong rạp chiếu phim, hình dung không? Bạn đâu thế nào mà coi như là coi nhóm bạn mà cứ lúc nào cũng ngồi suy nghĩ là không, bây giờ muốn 20 bạn là phải ngồi cạnh nhau, thì trong trường hợp đó là cái rạp chiếu phim nó không đáp ứng được cho bạn trong trường hợp đó. Chứ người ta đã coi như người ta đã fix cứng cái chỗ cho khách khác rồi, đúng không? Thì cũng cứ suy nghĩ ở đây cũng giống như là vùng nhớ khác, nó đã được cấp phát cho một cái biến khác rồi và biến nó còn đang hoạt động. Nhưng bây giờ chỗ đâu mà để nó cấp phát, trong khi rõ ràng nguyên cái rạp là đủ 20 chỗ nhưng mà nó rải nhau ra. Thì đó là cơ chế của cái việc là mình sẽ sử dụng lưu trữ nhưng mà vùng nhớ không liên tục, thì trong trường hợp đó mình xài cấu trúc dữ liệu động. Như vậy rõ ràng tối ưu hơn, chiếm được cái memory phục vụ cho mình phần trăm nó cao hơn, phải chưa? Đó là cái ý tưởng của anh này. Rồi đi tiếp em. Rồi bây giờ mình qua phần số 2, thế nào là một biến tĩnh. Thế nào là một biến tĩnh thì cái việc mà biến tĩnh á, là mọi người làm quen hồi đó giờ thì mọi người sẽ đi khai báo, đúng không? Thì đó là cái cách khai báo biến tĩnh của mình á, là đầu tiên là cho cái kiểu dữ liệu trước. Cái kiểu thì có thể là kiểu INT số nguyên, kiểu float dành cho số thật, rồi kiểu ký tự thì là kiểu cha gì đó, hoặc là kiểu string, hoặc là kiểu bool gì đó, phải không? Rồi tất cả những cái kiểu dữ liệu hỗ trợ khác, ví dụ như là thậm chí đó là một cái struct hoặc là một cái class sau này mọi người học lập trình OOP. Như vậy thì bây giờ đầu tiên là cái kiểu dữ liệu, sau đó đến tên biến, rồi kết thúc bằng chấm phẩy nếu như mình muốn xong. Còn dĩ nhiên nếu muốn nhiều tên biến thì mình cách nhau bằng dấu phẩy, phải không? Rồi khi hết thì là chấm phẩy ở cuối. Thì ví dụ đi, in a chấm phẩy float y chấm phẩy char s 20. Như vậy đó là những cái khai báo biến tĩnh, tức là vô cần là khai báo, cần là khai báo. Thì những cái biến tĩnh này nè, thứ nhất nó có đặc điểm như sau: tồn tại trong một phạm vi nhất định. Người ta gọi cái phạm vi đó là tầm vực. Thế nào gọi là tồn tại trong một phạm vi nhất định? Bạn tách function ra, bạn tách hàm ra. Trong cái hàm tính tổng cái phần tử của một cái mảng số nguyên nào đó, bạn khai báo một cái biến tên là tổng ở trong cái hàm đó. Thì cái biến tổng nó chỉ tồn tại trong phạm vi của cái hàm đó. Đi ra khỏi cái hàm là không hề biết được cái tổng đó là ai, là gì. Đúng chưa? Hoặc ví dụ trong vòng lặp for bạn khai báo cái biến y, bạn không chịu khai báo y trước, bạn khai báo biến y trong vòng lặp for in y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn nhiêu đó, thì kết thúc vòng lặp for đó bạn hỏi biến y là mấy Y là máy. thì nó không được, tức là nó sẽ báo lỗi, phải chưa? Nó sẽ báo lỗi tại vì nó báo là gì, nó không hiểu biến y là ai hết, tại vì hết for rồi. Thì rõ ràng cái anh đó người ta gọi là mỗi một giá trị biến nó tồn tại trong một phạm vi nhất định, được gọi là tầm vực nha, được gọi là tầm vực. Như vậy á thì cái đặc điểm đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, nó được cấp phát vùng nhớ trong vùng chứa giá trị dữ liệu, cấp phát rõ ràng, phải có cấp phát thì mới lưu trữ được. Và cái đặc điểm thứ ba, kích thước cố định. Ví dụ bạn khai báo hàng A có những cái thông tin nào, thì ví dụ A bằng 10 thì đây là cái hình minh họa cho nó nè. Thằng A sẽ là cái tên, được chưa? Đi kèm với là giá trị nó cần lưu. Và trong cái vùng mà lưu giá trị này nè, nó đang nằm cụ thể tại một địa chỉ, một cái byte nào đó. Ví dụ cấp phát cho bây giờ in A bằng 10, đúng không? Là coi như 4 byte. Cấp phát đại ngẫu nhiên trong những byte còn trống. Ví dụ bắt đầu từ byte 3500. Như vậy thì khi đó địa chỉ của thằng A này đã nằm cố định tại 3500. Giá trị nó được lưu là 10. Mỗi lần muốn làm việc với nó thì gọi thông qua cái tên. Vậy mỗi lần gọi tên A là biết đang gọi cái vùng nhớ bắt đầu từ 3500. Được chưa bạn? Đó là cái ý nghĩa của cái việc biến tĩnh. Đó là xa xưa đó, biến tĩnh của bạn đó. Bây giờ nếu mà mình sử dụng biến động, biến động tức là mình cấp phát khi nào mình thích đó, thì mình cấp phát.
Địa chỉ nó có thể nó thoải mái, được chưa? Nó có thể nó thoải mái. À, và mình có thể vận dụng tính chất thoải mái của nó để mỗi lần mình cần thì mình xin cấp phát, mình không cần thì mình xin hủy khi mà chương trình chưa kết thúc được. Chứ còn cái biến tĩnh á, là bạn phải báo lúc nào thì từ lúc đó cho đến lúc kết thúc chương trình nó mới bị hủy ra khỏi memory, đúng chưa? Như vậy thì bên biến động á, mình linh hoạt hơn. Cái cách khai báo biến động tương tự như khai báo biến tĩnh, nhưng phần phía trước tên biến có dấu sao, được chưa? Có dấu sao. Không có dấu sao thì nó trở thành là biến tĩnh bình thường nha. Còn có dấu sao như thế này thì mình đang khai báo động, được chưa bạn? Và khi đó đó thì cái cách mà nó lưu trữ á, là như sau. Thay vì bên biến tĩnh á, thì mỗi lần khai báo xong nó sẽ có tên biến để nó gọi địa chỉ vùng nhớ đó, cộng với là cái việc là giá trị lưu trữ. Còn cái anh mà biến động á, thì nó sẽ có thứ nhất á, là cái tên để làm việc với vùng nhớ đó, nhưng mà cái thành phần tiếp theo nó lưu trữ, nó không có lưu giá trị mà nó lưu địa chỉ của cái đứa khác. À, địa chỉ của cái đứa khác. Cái đứa khác đó sẽ là cái đứa hỗ trợ cho cái việc nhận thông tin và nhận dữ liệu. Như cô ví dụ thì cô khai báo in sao A, thì nó sẽ là à có một vùng nhớ nó cấp phát cho cái biến động A này, và nhiệm vụ thằng A lưu trữ sẽ là lưu địa chỉ của cái đứa mà nó cần làm việc tới. Đó là tính chất của nó. Như vậy đặc điểm anh này, nó sẽ chứa địa chỉ của một đối tượng dữ liệu ha, chứa địa chỉ của một đối tượng dữ liệu chứ nó không có chứa giá trị, tức là nó không phải lưu trữ thẳng giá trị mà nó chỉ là lưu địa chỉ thôi. Thứ hai, nó được cấp phát hoặc giải phóng bộ nhớ tùy thuộc vào bạn xài nó khi nào. Khi nào bạn cần xài nó thì bạn cấp phát, bạn không cần xài nó nữa thì bạn hủy cấp phát. Người ta được gọi là thu hồi vùng nhớ đó, hoặc là giải phóng vùng nhớ là nó. Và cái đặc điểm thứ ba, kích thước có thể thay đổi. À, kích thước có thể thay đổi. Đầu tiên 4 phần tử, nhưng sau đó có thể là 5. Được chưa? Có thể là 5. Rồi, đó là cái tính chất của biến động. À. Rồi, bây giờ mình qua một cái ví dụ đối với lại biến động. Những cái cách thao tác với nó nè. Đầu tiên, để cấp phát cho nó. Hồi nãy mới vừa khai báo thôi nha. Biến tĩnh á, thì khi khai báo là xài luôn. Biến động á, là khai báo xong thì muốn xài thì phải cấp phát, mà muốn không xài nữa, muốn hủy cấp phát thì phải thu hồi vùng nhớ, và nó có lệnh đàng hoàng. Như vậy á, đối với lại cái việc mà cấp phát dành cho biến động thì mọi người bắt đầu bằng cái toán tử, đó là toán tử nêu. Còn mọi người mà muốn xóa nó ha, tức là thu hồi vùng nhớ lại, không có để cho nó lưu trữ giá trị được nữa, thì mình sẽ sử dụng toán tử delete. Như vậy thì ví dụ đi, đầu tiên mình khai báo in sao A. Như vậy rõ ràng là thằng A là cái tên, đúng không? Còn cái anh mà vùng phía sau nó đó là vùng để làm cái gì? Là vùng dùng để lưu cái địa chỉ. Như vậy thì bây giờ là nó chưa biết là nó lưu địa chỉ của cái chỗ nào mà nó cấp phát tới hết á. Thì bây giờ mình muốn cho nó có thể có được một nơi để lưu trữ các giá trị mà mình làm việc, thì mình sẽ sử dụng toán tử nêu. Như vậy A bằng nêu in. Khi A bằng nêu in là ngay tại cái ô mà để chứa cái thông tin địa chỉ của nó đó, nó sẽ được cấp phát ra một cái ô mới. Cái ô đó có kích thước là kiểu số nguyên, nhưng mà cái ô đó, cái khu vực mà phần tử đó nó không có tên, nó được quản lý thông qua cái tên là thằng A, là biến động ban đầu được cấp phát. Như vậy tức là nếu mà vẽ từ từ là đầu tiên thằng A này mới in sao A thì nó sẽ có thứ nhất á, là cái tên của anh này. Thứ hai á, là cái địa chỉ. Cô quy cái chữ địa chỉ là chữ DC nha. Đó là coi như cái anh đầu tiên này là nó ra được cái hình như vậy trong bộ nhớ để mô phỏng mọi người đó. Khi A bằng nêu in là tự động nè, nó sẽ đi cấp phát một cái vùng nào đó trong memory. Thì ví dụ cấp phát ở ngay đây, anh này có kích thước là số nguyên 4 bài, đúng chưa? Vậy giả sử đó là bắt đầu từ cái bài thứ 2.000, thì cái anh 2.000 này nè, nó sẽ được lưu trong cái phần địa chỉ của thằng A. Thì nói nôm na là anh này nè, nó sẽ chạy đến trực tiếp cái địa chỉ này để nó tiến hành lưu trữ và làm việc. Như vậy bây giờ mà bạn muốn làm việc với lại anh này, cái anh này mới vừa cấp phát, bạn chỉ thông qua được thằng A thôi, được chưa? Thì đó là cái kết quả của cái câu A bằng nêu in. À, như vậy thì mọi người mà muốn không sử dụng nó nữa, đúng chưa, không sử dụng nó nữa thì mọi người sẽ làm sao? Mọi người sẽ phải là xóa nó ra khỏi cái memory. Như vậy xóa thì sẽ là delete A. Thì khi mà delete A thì toàn bộ cái vùng này nó mất, và cái anh này địa chỉ này trở về đó là null, không có gì hết.
tức là coi như chỉ mới vừa có được một con trỏ được khai báo thế này thôi, hoặc là một cái biến động được khai báo thế này. Rồi các bạn có nghe được cô nói không? Sao các bạn nói là không nghe thấy gì? Các bạn khác có nghe không? À, rồi vậy là bạn bạn Phương Anh coi là cái mic nhà bạn nha, hoặc là cái loa của máy nhà bạn không có chuyện á, các bạn khác nó vẫn nghe kìa ha, bạn khác nó vẫn nghe kìa. Rồi được chưa? Như vậy thì mỗi lần mà delete là anh này mất. Như vậy bây giờ làm sao để đưa giá trị vô bên trong? À, để đưa giá trị vô bên trong á thì mình sẽ sử dụng cái lệnh đó là sao a. Ví dụ bạn muốn đưa giá trị vào bên trong sau khi bạn đã nêu rồi, đã nêu là bên đây coi như là nó cấp phát cho mình được cái vùng rồi. Như vậy bạn cho sao a mà bằng 10 giống như cái câu lệnh bên trong của mình. Thì toán tử dấu sao là toán tử để lấy nội dung bên trong cái địa chỉ mà thằng A đang làm việc. Như vậy thằng A đang làm việc với địa chỉ 2000 sau khi bạn nêu in ha, tức là nó đã được có một cái vùng nhớ. Bạn cho sau A bằng 10 thì tức là bạn muốn đưa con số 10 vô trong cái địa chỉ cái byte 2000 này nè. Đó, như vậy 10 nó sẽ vô trong đây. Muốn thay đổi nữa, ví dụ như là sau A bằng 5 thì cái thằng 10 đó mất, thằng 5 sẽ có giá trị. Nhưng sau khi bạn delete A rồi thì coi như anh này anh mất. Mà anh mất thì bạn có sao A là nó không có gì hết. Tại vì sao? Thằng A này rõ ràng bây giờ nó đã bị hủy vùng nhớ cấp phát, nó chỉ còn là một cái biến động bình thường mà chưa có được vùng nhớ. Được chưa? Đó là tính chất của biến động. Như vậy khi nào cần á thì xài, đúng không? Nail in. Xài xong tính toán gì đó tới chừng mà cảm thấy biến này không cần nữa, delete. Delete là coi như trong memory, trong RAM, remove nó ra khỏi. Bạn có thể tiến hành dùng cái vùng nhớ đó để mình hỗ trợ cho những công việc khác. Rồi, được chưa? Rồi, để cho một xíu nhìn lại cái phần biến động. Có gì thắc mắc không? Thì hỏi. Mình có lưu nhiều số vào A được không cô? Thằng A mang tính chất bây giờ đang là biến đơn mà em. Còn nếu như mà em muốn khai báo nó trở thành một cái đối tượng mảng để cho em làm việc với nhiều phần tử đó, thì khi đó mình sẽ khai báo khác. À, mình sẽ khai báo khác. Chứ khi mà một cái địa chỉ thì làm gì có cái việc mà nó lưu được nhiều số cùng một thời điểm. Mỗi lần nó lưu được một thôi, chứ đó là tính chất của cái biến đơn mình học từ nhập môn lập trình rồi, đúng không? Mỗi một lần biến đơn chỉ nhận được một giá trị thôi. Còn trừ khi bạn muốn làm việc với nhiều á thì sao? Thì bạn sẽ phải khai báo cái thằng A này á. À, khi bạn cấp phát nó là bạn cấp phát theo dạng của một cái mảng. Thì lúc đó bạn làm việc được với nhiều đứa thôi. Nhưng mà chúng nó cũng chỉ phải truy xuất được qua thằng thằng A. Được chưa? Đó là tính chất của biến động. Rồi, tiếp em. Mình qua phần thứ tư là phần con trỏ. Pointer. À, pointer cái tên tiếng Anh của nó đó. Như vậy thì ví dụ mọi người khai báo như vậy. In y phẩy sau bi chấm phẩy. Thì thằng y á là biến đơn. Được chưa? Thằng y là biến đơn. Nhưng mà thằng bi của bạn á nó là gì? Nó là một con trỏ. Như vậy thì thằng y này á dĩ nhiên nó có địa chỉ rồi đó, nhưng mà bạn khai báo in y là coi như bạn đang khai báo cấp phát tỉnh á. À, khai báo biến tỉnh. Như vậy thì khi mà bạn muốn gán giá trị, bạn chỉ việc gán y bằng máy thôi, phải không? Còn cái thằng sau bi á, bạn viết như vậy là bạn đang khai báo sau bi này của mình á là một biến động. Phải chưa? Mà một biến động thì nó đang lưu trữ cái gì? Nó sẽ lưu địa chỉ của cái đứa mà nó trỏ tới. Và cái đứa mà nó trỏ tới muốn có thì mọi người sẽ phải sử dụng toán tử cấp phát nào. Mà không muốn dùng nữa thì là delete. Phải chưa?
Vậy bây giờ á, địa chỉ của hai anh này thực tế có không? Có. Ví dụ địa chỉ thằng Y á, là cô nói nó là 1FF0. Cái bài thứ mấy thì thường trong khi mà đưa ra màn hình á, để cho mọi người dễ kiểm soát thì người ta chuyển về hệ hexa. Được chưa? Ví dụ địa chỉ hệ hexa của cái thằng Y á, trong các cái anh RAM á, nó là 1FF0. Còn cái thằng B này đó là một cái biến động. Thì cái thằng B này được cấp phát tại địa chỉ là 1FE4, nhưng ở giá trị lưu bên trong thì cái thằng B này nó sẽ lưu địa chỉ của một cái đứa khác mà nó cấp phát cho, hoặc là nó làm việc tới anh đó. Như vậy thì đó là thứ nhất, cái hình mô phỏng. Thứ hai, được chưa? Thứ hai là nếu mọi người cho B mà bằng và Y ha, B mà bằng và Y, B là một cái đứa dùng để lưu địa chỉ. Để lấy được địa chỉ của thằng Y mà bạn đưa vào, tức là ví dụ bạn muốn cho cái thằng B này á, thay vì bạn phải cấp phát động là bạn phải nêu cái gì đó, thì không, bây giờ bạn cho nó làm việc trực tiếp với một đứa tỉnh, hỗ trợ khai báo dành cho cái đứa tỉnh, thì mọi người sẽ lấy địa chỉ của thằng này mọi người gán vô cho thằng B, tại vì thằng B chỉ có lưu địa chỉ thôi, con chó là chỉ lưu địa chỉ. Như vậy thì bây giờ B mà bằng và Y thì tức là thằng Y này đang là biến tỉnh, địa chỉ của nó là 1FF0 ha, 1FF0, thì sẽ lấy địa chỉ anh này gán cho thằng B lưu trữ, thì để lấy địa chỉ của nó sử dụng dấu và phía trước thằng Y. Được chưa? Như vậy và Y là tự nó biết, à và Y là 1FF0 gán cho thằng B. Như vậy thằng B thay vì ban đầu chưa được lưu cái gì hết thì bây giờ sẽ là bằng 1FF0 ha. Như vậy nói nôm nè, thằng B này giống như nó đang trỏ tới thằng Y để nó làm việc đó, nó làm việc tại chính cái địa chỉ 1FF0. Như vậy khi đó nè, à, đưa vô chồng. Khi đó bạn cho y bằng 10, tức là bạn gán cho cái vùng nhớ được lưu trữ bên trong của thằng y. Nhưng mà do thằng sau bi của bạn á, thằng bi của bạn đã trỏ tới y rồi. Bây giờ bạn muốn hỏi giá trị lưu bên trong của thằng bi này, thì hồi nãy theo biến động của mình là mình để dấu sao phía trước đúng không? Ví dụ hồi nãy đó, cái con trỏ của mình ở cái slide trước đó, đây nè, để lại cho coi nè, đây. Mỗi lần muốn truy xuất tới gì, tới cái nội dung phần tử mà nó đã cấp phát hoặc là nó trỏ tới làm việc rồi thì phải là sao và cái tên của nó. Như vậy bên đây cũng vậy ha, bên đây cũng vậy, bên đây á, là thằng B đó đã trỏ tới thằng Y rồi, bằng cái việc đó là mình cho địa chỉ thằng Y mình gán vào cho thằng B thay vì mình cấp phát động. Bây giờ mình lấy thẳng một đứa tỉnh, mình dục địa chỉ của nó vô cho thằng B, thì bây giờ muốn truy xuất tới nội dung bên trong cái địa chỉ mà B lưu trữ để mình làm việc thì sẽ là sau B. Như vậy bây giờ mọi người cho thằng Y hay sao B mà mọi người thay đổi giá trị thì chúng nó đều là một, tại vì nó làm việc chung tại cùng một địa chỉ trong mọi nhớ. À, như vậy bây giờ nếu mà mình cho Y bằng 10 thì rõ ràng là mọi người gán cho thằng Y đúng không? Thì nó cũng chính là gì? Sao B là hai đứa này là một. Được chưa? Tức là ví dụ bây giờ Y bằng 10 thì mọi người xuất ra sao B bằng mấy? Nó cũng bằng 10. Mọi người gán cái lệnh là sau B bằng 20, các bạn CL thằng Y rồi hỏi là mấy thì thằng Y cũng sẽ là 20, tức là hai anh này là một, tại vì chúng nó làm chung tại một địa chỉ. À, khi thay đổi cái gì tại địa chỉ này thì đứa khác được thay đổi theo, đó là tính chất của con trỏ. Được chưa? Dĩ nhiên con trỏ này được quyền sử dụng theo trạng thái cấp phát dành cho biến động, tức là thay vì ví dụ bây giờ B bằng và Y là trỏ tới biến tỉnh thì bây giờ nó là bằng nêu in, đúng không? Bằng nêu in. Rồi sau đó rồi thì mỗi lần muốn thay đổi giá trị thì sẽ là sau B, sau B bằng cái gì đó, phải không? Tính toán cái gì đó, cứ lấy sau B là lấy được nội dung bên trong cái địa chỉ đó, rồi không xài nữa thì delete. Đó là cái anh con trỏ. Rồi, để cho một vài phút nhìn cái này để cho quen, có gì thắc mắc thì hỏi nè.
cố gắng hình dung cái này và nhớ cho kỹ ha, tại vì cái anh này anh sẽ được sử dụng trong tất cả những cái trạng thái còn lại, và trong lập trình của mình thì đa phần người ta sử dụng pointer, cho nên nó là cố gắng hấp thu cái phần kiến thức về biến động về pointer để mình sử dụng, chứ nếu không thì mấy chương sau mình hơi mệt ha. Nên phần này cô đi khá là chậm, cô để cho các bạn cứ hỏi nếu mà các bạn thắc mắc hay là cái gì đó. Rồi, được chưa? Tiếp nha. Rồi, tính chất của mãi một chiều. Mãi một chiều này á, là giống như từ đầu mình quan sát, kích thước cố định, cấp phát tỉnh, thêm hay xóa, độ phức tạp cao, tại vì phải di dời một số lượng phần tử khá nhiều. Các phần tử được tuần tự theo chỉ số từ 0 đến n trừ 1, và khi truy cập đó thì mọi người sẽ cho truy cập nó ngẫu nhiên thông qua cái việc đó là chỉ số thứ mấy. À, đó là cái tính chất của cái mảng một chiều. Dĩ nhiên bất kỳ cái kiểu dữ liệu nào á cũng sẽ có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm nhất định. À, những cái ưu và những cái khuyết điểm nhất định. Vậy bây giờ dựa trên đó đó thì ví dụ như cái hình này là mô phỏng cho các bạn. Đây cái quá trình cái mảng cứng ban đầu 5 phần tử tới chừng mà chèn thì coi như đó là phải di dời phải không? Mệt. Nhưng mà nếu mà mình xài cái anh tính chất của cái việc cấp phát động thì mình sẽ sử dụng được danh sách liên kết. Như vậy trong danh sách liên kết đặc điểm của nó là gì? Thứ nhất, trong lúc chạy chương trình lúc nào thích đó, thì cấp phát. Được chưa? Các phần tử mỗi lần bạn cấp phát nó là tính chất của cấp phát động theo biến động, nó nằm rải rác nhiều nơi. Kích thước danh sách không giới hạn, chỉ bị giới hạn duy nhất là do RAM của máy bạn thôi, tức là bộ nhớ trong. Những thao tác thêm xóa nó đơn giản hơn, tại vì nó không phải thực hiện di dời quá nhiều, mà chỉ cần tìm được cái đứa cần cần xóa hay là vị trí cần thêm, rồi tiến hành sao khai báo một đứa mới hoặc là hủy dành cho cái việc xóa là xong, chứ không có làm phiền tới mấy đứa phía sau phải di dời đồ này kia cho mệt nha. Cho nên trong những trường hợp đó thì cái tính chất của anh này á nó được sao, nó được hỗ trợ và nó phù hợp hơn, được chưa? Như vậy đó, những thao tác thì thường những anh này khi người ta mô phỏng, người ta mô phỏng nó bằng các cái hình mũi tên, tức là phần tử thứ nhất liên kết tới phần tử phía sau ha, rồi phần tử phía sau lại liên kết tới đứa phía sau nó, rồi cái đứa đó cứ liên kết tới những đứa phía sau, và khi lưu trữ người ta chỉ cần nhớ được địa chỉ của phần tử đầu tiên là có thể biết được tất cả những đứa ở phía sau ha. Đó là cái đặc điểm của cái anh danh sách liên kết, và dĩ nhiên nó có nhiều trạng thái của danh sách liên kết. Rồi dừng vài phút ở đây, có cái gì thắc mắc về cái việc tính chất của danh sách liên kết mà mình chuẩn bị làm việc không? Rồi vậy nếu mà không có gì thắc mắc á, bạn trả lời giùm cô nè. Sự khác nhau ha, sự khác nhau giữa cái việc sử dụng mảng một chiều khi lưu trữ với lại danh sách liên kết là gì? Ai xung phong không? Trả lời đúng thì có điểm cộng. Rồi là mảng một chiều nó thao tác thêm xóa phức tạp. Với lại khi mà nó chạy thì nó chạy liên tục theo mảng chứ nó không có cấp phát. Với lại xóa. Sai sai sai, nó cũng phải có cấp phát thì nó mới chạy được trong bộ nhớ chứ. Không mà kiểu vậy nó có cấp phát mà kiểu như nó không có xóa được cô, nó xóa nó không có xóa được một cái ra cô, nó chỉ xóa được một phần tử ở trong cái Vậy là vẫn xóa được, xóa một phần tử là vẫn xóa được phải không?
trong cái việc xóa mảng 1 chiều nó đâu có xóa đâu các bạn. Nó làm cái gì? Nó dời các phần tử khác lên, đúng không? Để nó thay đổi các giá trị của một loạt những phần tử kể từ vị trí xóa trở về phía sau, chứ không phải là nó xóa, nó thay đổi giá trị. Vậy sự khác nhau là gì? À, mình nói chưa đúng rồi. Đâu kêu đại nha, trong danh sách đó. Nguyễn Quốc Việt. Rồi, bạn Quốc Việt trả lời xem. Quốc Việt đâu rồi? Bạn Quốc Việt không có học hả? Vậy điểm danh bắn nha. Rồi, vậy là Nguyễn Quốc Việt đúng không? Kêu quá trời kêu, không thấy phản ứng, không thấy trả lời đi trả lời lại gì hết trơn. Rồi, Nguyễn Quốc Việt, anh xíu điểm danh, tích vô bắn. Thấy chắc là để nick đó rồi đi đâu mất tiêu rồi. Bạn khác thử xem. Nói chung là câu hỏi trả lời nó nằm trong nãy giờ cô giảng đó. Bạn mà Với theo cô dõi bạn là trả lời được không? nó cái mảng thì nó lưu trữ trực tiếp ở lộn liên tiếp, còn còn danh sách liên kết thì được lưu trữ ngẫu nhiên. Rồi rạc nhau. Dạ. Rồi đó là tính chất thứ nhất. Thứ hai là gì em? Cô là cái gì à, nó được nó cái mảng thì nó là kiểu như nó được chỉ định sẵn khi mà khai báo luôn, còn cái danh sách liên kết là nó phải cần, nó không cần chỉ định mà nó kiểu như nó muốn thực hiện cái gì thì nó gọi ra cô, nó gọi ra và nó thực hiện thôi. Nó cần thực hiện việc gì thì là đầu tiên đó là nó cứ khai báo thêm một đứa thôi, rồi nó cho liên kết với nhau lại. Còn khi nào nó không cần thì nó cứ làm sao, nó cứ xóa đi. Rồi có tính chất thứ ba không, có sự khác nhau thứ ba không? Bạn mình đã nêu được hai tính chất rồi, bạn tin gì? Bạn nãy mới vừa phát biểu á, Dạ Ngọc Phước cô. Châu Ngọc Phước đúng không? Dạ. Rồi còn tính chất thứ ba không các bạn? Mãn tỉnh từ đầu tới cuối chương trình kỹ thuật thi nó còn không? Còn cấp phát theo kiểu động dành cho danh sách liên kết khi không cần nữa, hủy được không? Hủy được không? Cả lớp Chưa được. được Chưa được. đó, là các tính chất của cái việc đó là khác nhau. Hủy được mà chạy chương trình, ví dụ cô nói ví dụ bạn viết 3.000 dòng code, à, nếu mà bạn tỉnh á, cái dòng thứ 1.500 bạn khai báo, nhưng mà thực hiện cái lúc mà cần cho nét năm chạy chương trình á nha, thì là chuyện gì xảy ra? Tất cả tụi nó được khai báo hết trơn, hết 3.000 dòng code đó, khi nào mà chương trình nó hiện cái câu press any key to continue, tức là kết thúc chương trình á, thì mọi người nhấn cái phím nữa nó quay về lại cái màn hình code của mình phải không, nhấn phím bất kỳ đó, thì lúc đó tất cả mới được hủy, tới lúc đó mới được giải phóng. Còn ví dụ mọi người mà xài danh sách liên kết, mỗi lần có gì đó thì cắt phát động thì tự động, ví dụ tại dòng 1.500 cần cấp phát, tới dòng 2.000 thấy không cần nữa hủy, là tại thời điểm đó nó hủy luôn. Dòng 201 gọi lại nó không biết đâu. À, đó là tính chất. Như vậy trong quá trình thời gian thực thi, hàng nào cấp phát tỉnh là chịu chết, cứng cố định từ đầu tới cuối trong bộ nhớ. Còn dĩ nhiên giá trị của nó thì thay đổi được, tại vì nó là biến phải không,
thì mỗi một lần tại một thời điểm đổi được giá trị lưu trữ, nhưng nó vẫn tồn tại trong memory kích thước là bao nhiêu đó bài, không xài nữa cũng vẫn nằm y chang vậy, nằm trình in như vậy. Nhưng mà cấp phát động ấy, lúc nào không cần hủy là coi như sao, khai báo cấp phát mới thoải mái. Như vậy nó tiết kiệm được công việc đó hơn, mà mỗi lần cần cái gì thì khai báo, không cần thu hồi vùng nhớ dành cho cái đứa đó, nó thuận tiện hơn cho các công việc mình, đảm bảo được cái memory, được chưa? Như vậy đó là cái sự khác nhau giữa hai anh này. Rồi, hiểu được cái tính chất và cái ý nghĩa của anh này rồi. Tuy nhiên á, cái anh danh sách liên kết nó cũng có cái nhược điểm. Nhược điểm là cái gì? Do cái việc mỗi lần cần bao nhiêu thì khai báo, cho nên nếu mọi người khai báo với một cái mảng một chiều mà được cấp phát theo tính chất động á, danh sách liên kết chỉ là một trạng thái sử dụng cấp phát động, chứ không phải cấp phát động là chỉ dành duy nhất cho danh sách liên kết. Nhớ dùm điều này. Cho nên nếu như bạn xài mảng một chiều mà bạn cấp phát động, được. Được chưa? Được, không có ai cấm. Nhưng mà hãy nói tới danh sách liên kết thì chỉ có cấp phát động mà thôi. Nhớ chuyện này giùm nha. Như vậy cấp phát động xài cho cấp phát mảng một chiều tỉnh được không? Thì cũng được, nhưng mà nó cấp phát động thôi. Nó tỉnh ở chỗ là cái lúc cấp phát á, sinh bao nhiêu đứa thì là nó chịu cứng tới lúc hủy. Nhưng mà do nó là động cho nên mặc dù á, ví dụ như bạn khai báo cái con trỏ bi hồi nãy, không phải là trỏ tới thằng y mà cho trỏ tới một cái mảng, được không? Được, trỏ tới thoải mái. Khi trỏ tới xong rồi á, bạn hoặc là cho nó trỏ, hoặc bạn khai báo bằng cấp phát cho nó không phải là nail in chỉ là biến đơn thôi. Bạn được quyền nail mà nhiều đứa kiểu số nguyên, tụi nó cũng được nằm cạnh nhau, nhưng mà không thích nữa thì hủy được. Được chưa? Như vậy trong trường hợp đó, ví dụ nhờ cấp phát động xin cấp phát là N phần tử với N là số người ta nhập vào, cái lúc đó người dùng nó nhập là 10, ngờ tới chừng nó muốn thêm một đứa nữa vô trong cái mảng đã được cấp phát động thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ trong trường hợp mà thêm vào cái mảng đã được cấp phát động đó thì phải nới rộng cái mảng nó ra, tức là phải sử dụng câu lệnh xin tăng số lượng phần tử lên rồi sau đó nhận giá trị mới vô ha. Thì dĩ nhiên nó cũng có cái nhọc nhằn. Tuy nhiên cái nhọc nhằn đó của nó đó thì người ta được đánh giá là nó không có đáng kể lắm so với là cái việc đó là người ta thực hiện các công việc là phải dời đi, phải ráng, phải hủy nhiều lần của bên cạnh cấp phát tỉnh, chứ không phải anh này là gọi là cấp phát động là thiên hạ vô địch nha. Không có, vẫn có cái nhược điểm của nó. Mỗi lần cần mà mở rộng cái kích cỡ mới ra thì cũng phải có cái lệnh để mở rộng, nhưng mà nó có cái thuận tiện nhiều hơn, đó là không xài nữa thì hủy được. Còn cái danh sách liên kết đơn là chỉ sử dụng tính chất của cấp phát động nha. Như vậy bây giờ mình xem phần số 2 nè. À, phần số 2 là phần danh sách liên kết. Danh sách liên kết thì cái tên của nó là linked list ha, linked list. Rồi. Định nghĩa một danh sách liên kết. Cho T là một kiểu dữ liệu được định nghĩa trước. Như vậy là T này có thể là một cái struct, có thể là những kiểu dữ liệu đơn giản của mình như là kiểu int, kiểu float, kiểu double. Kiểu danh sách này người ta được gọi là TX, là gồm các phần tử thuộc kiểu T. Nó sẽ được định nghĩa là TX là bằng tổ hợp của hai cái thông tin là VX và OX. Như vậy, VX là gì? Là tập hợp thứ tự các phần tử thuộc cái kiểu T này mà chúng nó được móc nối với nhau, tức là chúng nó được kết nối theo cái trình tự tuyến tính, tức là có thứ tự đàng hoàng. À, như vậy anh này tạm gọi giống như là tất cả các phần tử, thay vì nó được lưu trữ trong cái mảng một chiều cấp phát tỉnh hay là danh sách đặt của mình là mảng một chiều, thì bây giờ khi lưu trữ bằng danh sách liên kết thì những phần tử này á, nó sẽ được nối kết với nhau, chứ nó không phải là đặt nằm cạnh nhau nữa, nó được nối kết với nhau theo một thứ tự rõ ràng. Thứ tự tức là sẽ biết đứa trước đứa sau, để chưa, sẽ biết đứa đầu danh sách, đứa ngay phía sau và đứa cuối danh sách. Đó là cái thứ tự. Còn OX của mình là gì? Là các phương thức thiết lập trên danh sách TX, như là tạo được các những thao tác nào đối với là những phần tử này, tạo được danh sách cho nó, hủy toàn bộ danh sách cho nó, tìm được một phần tử coi có trong danh sách hay không, xóa một phần tử hay thêm một phần tử gì đó, hoặc là duyệt các phần tử. Như vậy tức là danh sách liên kết của mình là một kiểu dữ liệu sao cho nó sẽ là sự tổ hợp của các phần tử được móc nối với nhau là một, và cái thứ hai là các phương thức mình có thể thiết lập để mình sử dụng cái anh này hỗ trợ phục vụ cho việc lưu trữ thao tác cơ bản với nó.
À, như vậy đó là định nghĩa của một cái danh sách liên kết đợt, một danh sách liên kết. Còn trong cái danh sách liên kết thì nó có nhiều loại danh sách liên kết. Rồi có ai thắc mắc gì cái phần khái niệm này không các bạn? Để cho 1-2 phút đọc cái khái niệm này cho thấm, sau đó mình sẽ qua cái phần các loại danh sách liên kết và bắt đầu mình đi tìm hiểu một loại cụ thể, đó là danh sách liên kết đơn. Rồi tiếp nha. X nằm dưới thể hiện cho các cái thông tin của đối tượng thôi em. Tức là có bao nhiêu phần tử mà. Hoặc là một cái con số cụ thể về việc mình quy định cái số lượng các phần tử hay là các cái phương thức mà mình xây dựng được thôi. Chứ không có gì hết. Bạn phát tắt mic giùm cô nha. Cái âm thanh bên nhà bạn nó lọt vào video rồi, nên các bạn mình nó nghe âm thanh lọt vào nó tùm lum. Bạn Nguyễn Lộc Phát tắt micro giùm cô nha, còn không tắt giùm nha, chứ để mất công cái âm của bạn nó lọt vào, nhiều khi nó bị chói âm ấy. Rồi tiếp em. Rồi, đây là các dạng của danh sách liên kết nè. À, các dạng của danh sách liên kết. Loại thứ nhất là danh sách liên kết đơn. Đối với danh sách liên kết đơn thì tức là mỗi phần tử của nó liên kết với nhau bằng một liên kết duy nhất. Tức là giữa các phần tử chỉ có một chiều liên kết thôi. Và chiều của nó thì nó bắt đầu đi từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng. Như vậy thì ví dụ như cô có nhiều phần tử. Cô có thứ nhất là phần tử X. Phần tử X này nó sẽ trở thành là đầu danh sách. À, đầu danh sách. Thì nếu nó là đầu danh sách á, thì không có đứa nào trỏ tới nó hết. Tức là không có đứa nào mà móc nối với nó. Nó là đầu mà. Nhưng mà nó sẽ có khả năng là nó móc nối với những đứa phía sau. Ha, móc nối với những đứa phía sau. Như vậy thì ví dụ thằng Y sẽ là một cái nốt phía sau thằng X. Như vậy thì X sẽ móc nối tới Y. Rồi Y á, nó là có thể nó móc nối tới một cái thằng nào đó khác nữa. Nhưng mà cuối cùng á, cái đuôi á, là thằng Z. Thì thằng Z là cái đuôi, thì coi như nó là cuối danh sách. Tức là phía sau nó đang không còn phần tử nào hết. Thì khi đó nó sẽ móc nối tới giá trị null, tức là rỗng, tức là coi như nó không móc nối tới nốt nào, không móc nối tới một cái phần tử nào ở phía sau. Dạng đó gọi là dạng danh sách liên kết đơn. Và trong danh sách liên kết đơn, người ta thường lưu trữ địa chỉ của cái thằng phần tử đầu tiên, người ta thường gọi là cái heap. Và cái phần tử địa chỉ của phần tử cuối cùng là cái tail. Và mỗi một lần mà muốn duyệt đi qua từng phần tử trong danh sách liên kết đơn này á, thì sẽ đi từ heap đến tail mà thôi. Được chưa? Đó là danh sách liên kết đơn. Chỉ có một đường duy nhất liên kết. Loại danh sách thứ hai là danh sách liên kết kép, hay người ta còn gọi là danh sách liên kết đôi, thì nó cũng sẽ có phần tử ở đầu, nhưng mà mỗi phần tử nó sẽ có tới hai cái liên kết để nó móc nối. Một liên kết dành cho phần tử nằm phía sau nó, và một liên kết dành cho phần tử nằm ở phía trước nó. Tức là giống như nó có hai cái chân vậy đó, ha, có hai cái chân liên kết. Như vậy thì nếu như cái nốt x, ha, cái phần tử x mà là đầu danh sách, thì thằng X này làm sao đó sẽ thứ nhất là có khả năng lưu trữ được giá trị nè, giá trị thứ mấy để mình lưu trữ, thứ hai nó phải chứa được liên kết với lại cái nốt ở phía trước, à, với lại cái anh ở phía trước. Như vậy do nó là đầu danh sách cho nên phía trước nó không có ai, thì khi đó
cái liên kết đến phần phía trước nó sẽ là null, được chưa? Còn nó là đầu danh sách, phía sau nó có phần tử. Nếu như phía sau nó có phần tử thì nó sẽ bắt buộc phải có được một cái liên kết lưu trữ được tới liên kết móc nối tới đứa sau, thì nó sẽ có mũi tên ra đứa sau ha. Mình thường dùng âm mũi tên để mình thể hiện cái việc móc nối giữa các cái nốt. Thằng y là cái nốt ở bên trong. Bên trong thì coi như là nó sẽ có liên kết móc nối với nốt trước là nốt x, và nó cũng có móc nối liên kết tới nốt sau. Rồi cứ như vậy nó làm cho đến cái nốt z là nốt cuối đi. Cái nốt z là nốt cuối á thì là cái đuôi rồi. Như vậy thì nó sẽ có liên kết tới nốt phía trước đó và liên kết tới phía sau, nhưng mà tại vì phía sau nó không còn nốt nào nữa tại nó là đuôi, cho nên cái phần mà liên kết tới phần phía sau của nó đó sẽ được gắn là null. À, như vậy thì trong danh sách liên kết đôi người ta cũng lưu trữ địa chỉ nốt đầu và nốt cuối. Tuy nhiên đối với danh sách liên kết đôi nó có cái ưu điểm là gì? Mọi người chạy từ đầu về cuối cũng được, theo cái chiều của cái mũi tên từ đầu về cuối, hoặc là mọi người đi từ cuối về đầu đều được, theo cái chiều của từ cuối về đầu, cái mũi tên đi ngược lại. Như vậy đó là hai trạng thái phổ biến nhất nè, hai trạng thái phổ biến nhất đối với lại các anh đó là danh sách liên kết. Có thắc mắc gì hai anh này không? Hình này mô phỏng trước ha. Rồi, ổn phải không? Bây giờ mình qua một cái loại thứ ba nữa của các anh danh sách liên kết ha. Trong các cái loại mà phổ dụng của nó nè, đó là danh sách liên kết vòng ha. Danh sách liên kết vòng là nó đúng với cái tên của nó luôn, là nó đánh cái dòng quay ngược lại. Cái đuôi là nó đánh cái dòng quay ngược lại. Như vậy thì nó có hai loại vòng. Một là vòng mà đứng với lại danh sách liên kết đơn. Người ta hỏi nó sôi mà. Trời ơi bạn Vinh ơi, hết hồn bạn Vinh ơi. Tự nhiên vừa zone vô xong cái bật lên xong nói làm hết hồn. Rồi, danh sách liên kết vòng, loại thứ nhất là vòng mà dành cho danh sách liên kết đơn. Đơn thì tức là chỉ có cái chiều để móc nối đi từ thằng đầu về thằng cuối thôi, phải không các bạn? Như vậy thì bây giờ nếu mà nó là vòng mà là vòng đơn thì cái thằng nốt cuối á, thay gì cái liên kết đi ra phần tử sau nó sẽ là null, tại vì nó là đuôi mà, thì bây giờ liên kết của nó lại dòng ngược về cái nốt đầu tiên, tức là nó dòng ngược về cái phần tử đầu tiên. Bạn Vinh sao cứ để micro bật hoài vậy bạn? Các bạn lưu ý của cái micro của mình khi mình zone vào hay là nhiều khi mình bật mà mình không biết nha. Nó lọt âm vô, trời ơi lớp nó đang nghe giảng tự nhiên nghe rần rần vô. Tội cả lớp chứ. Chú ý nha, nhắc lại, làm cô cũng quên luôn nói tới đâu. Đầu tiên, vòng đơn. Nếu như là danh sách liên kết đơn thì chỉ có từ anh đầu tiên móc nối qua anh thứ hai, móc nối qua anh thứ ba. Rồi gì đó, nhiều nhiều đứa, được chưa? Mỗi đứa này được cấp phát ngẫu nhiên tại bộ nhớ nào đó nè. Đó, mỗi lần cấp phát là dùng cấp phát động cấp phát, được chưa? Như vậy tới đứa cuối, nếu là danh sách liên kết đơn, đứa cuối móc nối ra null, tại vì nó là cuối rồi, nó không có đụng tới đứa nào phía sau nó nữa hết á, phía sau nó không còn ai. Nhưng nếu là vòng đơn thì đứa cuối này thay vì là liên kết ra null thì bây giờ nó sẽ vòng ngược lại, nó sẽ liên kết về cái thằng đầu tiên ha. Còn vòng đôi thì nó làm sao? Nó sẽ có tới hai đường, đúng không? Đó là cần địa chỉ của nốt đầu và nốt cuối, và mỗi một cái địa chỉ của đứa đầu hay đứa cuối á, thì nó lại có khả năng nó chứa được thông tin của nốt phía trước nữa, của cái đứa phía sau nữa. Như vậy thì á, ngoài cái việc á, là những cái âm phần tử bên trong nối kết như cũ, thì vòng đôi á, phần tử đầu thì khi mà nó trở tới
đứa phía trước nó thì bây giờ nó sẽ trỏ tới cái đuôi. Còn cái thằng đuôi á thì khi trỏ tới phần tử phía sau nó thì thay vì trỏ ra nun thì bây giờ nó sẽ trỏ tới đứa đầu. Như vậy đây là cái hình ảnh thể hiện cho cái việc là danh sách liên kết vòng. Được chưa? Rồi. Để cho cái hình vài phút, mọi người có gì thắc mắc với những anh này không? Rồi bắt đầu mình đi vào một loại cụ thể mà mình làm việc với anh này, đó là danh sách liên kết đơn. Dựa trên ý nghĩa danh sách liên kết đơn thì về nhà mọi người cũng có thể tự đọc tài liệu, tự tham khảo thêm danh sách liên kết kép và danh sách liên kết vòng. Kép tức là đôi đó ha. Rồi có ai thắc mắc gì các cái loại về danh sách liên kết này không nè? Rồi ổn phải không? Rồi ổn, mình đi tiếp nha. Bây giờ mình đi định nghĩa danh sách liên kết đơn. Đây là cái loại mà mình sẽ tìm hiểu kỹ về nó. Còn kép thì thêm một thành phần để lưu trữ nữa đúng không? Vòng thì nhớ là cái anh đuôi với là cái anh đầu, chúng nó sẽ có liên kết với nhau. Rồi đầu tiên, danh sách liên kết đơn là một chuỗi các phần tử, tức là nhiều phần tử. Mỗi phần tử người ta được gọi tên là một nốt. Hay tiếng Việt nói nôm na dân gian là một nút đó ha, nhưng mà thôi tập cái thói quen là một phần tử là một nốt. Và nó được tổ chức theo thứ tự tuyến tính, tức là có thứ tự đàng hoàng, có chiều đàng hoàng. Mỗi một phần tử nó sẽ liên kết tới một phần tử đứng liền kề ngay phía sau nó trong danh sách, và nó sẽ có đầu và đuôi. Đầu á thì phía trước nó không có phần tử nào hết, nhưng cái đuôi á thì nó sẽ liên kết tới nun để cho biết đó là phần tử cuối của danh sách ha. Như vậy thì cái phần, mỗi một cái phần tử á, nó phải chứa nhiệm vụ là lưu trữ được giá trị cần lưu, người ta gọi là cái value hay là cái keys, được chưa, hoặc là cái data, tức là tùy thông tin vào dữ liệu mà mình cần lưu trữ vào cái node đó. Và thành phần thứ hai phải có để nó có thể liên kết được với đứa sau, đó chính là thành phần dùng để hỗ trợ cho liên kết chuyên dùng lưu trữ địa chỉ của đứa sau. Mà bạn đã biết rồi, lưu trữ địa chỉ thì chỉ có con trỏ mới lưu trữ được thôi, được chưa? Như vậy mỗi một nốt ở trong danh sách liên kết đơn khi khai báo phải đảm bảo đủ hai thành phần. Thành phần thứ nhất là một cái dữ liệu, đặt tên là data đi ha, lưu trữ thông tin của phần tử này, hay còn được gọi là information. Có người thì họ đặt tên đó là info, có người thì họ nói là data, thì sao cũng được, và miễn sao là biết cái anh đó là dùng để lưu trữ dữ liệu thôi. Và thành phần thứ hai là thành phần liên kết, người ta thường được gọi là link, lưu địa chỉ phần tử đứng ở phía sau nó trong danh sách, hoặc nếu nó là phần tử cuối thì nó sẽ chứa giá trị null, được chưa? Như vậy khi mà khai báo phải đảm bảo được hai thông tin này, được chưa? Ví dụ ha, ví dụ đây, ví dụ như cô có cái bốn ký tự cô cần lưu trữ, và cô muốn lưu trữ theo thứ tự là chữ D trước, rồi chữ S sau, rồi đến chữ L, rồi đến chữ Q ha. Cô muốn thằng D là đầu danh sách và chữ Q là cuối danh sách. Như vậy thì bây giờ mình phải khai báo được một cái nốt. Đầu tiên đó là nốt D. Nốt D này á, nó sẽ chứa giá trị là chữ D, và nó sẽ có cái vùng để nó chứa thông tin địa chỉ của cái nốt nằm phía sau nó. Cái nốt thứ hai nằm ngay phía sau nốt D sẽ chứa giá trị thông tin là chữ S, và chứa địa chỉ của cái nốt phía sau của thằng S. Phía sau thằng S sẽ là cái nốt chứa thông tin là chữ L, và địa chỉ của nốt phía sau nó là địa chỉ của nốt Q. Địa chỉ của nốt Q thì sẽ chứa thông tin của Q cộng thêm địa chỉ của phần tử phía sau. Mà tại vì chữ Q là phần tử cuối cho nên địa chỉ của nốt phía sau nó sẽ là null, được chưa? Như vậy tức là mình sẽ phải bố trí. Còn cái việc mà mỗi phần tử D nằm đâu, S nằm đâu, L nằm đâu, Q nằm đâu, mỗi lần mình cần mình xin cấp phát một đứa mới các bạn, để cho xin cấp phát động. Như vậy thì lần đầu tiên cấp phát động được đứa, cô giả sử đó là mình cấp phát động được cho thằng D, thì bộ nhớ cấp phát cho nó là tại ô nhớ 700.
Được chưa? Mới thêm một đứa thì coi như thằng này sẽ là head, là đầu. Đồng thời nó cũng là tail, là đuôi luôn. Được chưa? Thì chắc chắn là coi như địa chỉ sẽ là null. Bây giờ mình gắn thêm một đứa S vô. Vậy mình sẽ khai báo thằng S, cấp phát động cho thằng S. Thì giả sử thằng S được cấp phát tại địa chỉ là 500. Như vậy mình sẽ dùng các phương pháp, các thao tác mình đi xây dựng để mình đưa thằng S trở thành là node phía sau của node D. Thì tức là mình phải lấy được cái địa chỉ 500 này của thằng S nè, mình đưa vào cho cái vùng link của cái node D. Nhưng mà chắc chắn vùng link này nó phải là con trỏ để lưu địa chỉ. Đúng chưa? Tiếp tục tới thằng S. Nếu mà mới vừa thêm S, S là coi như là cái đuôi rồi, thì địa chỉ nó lưu sẽ là null. Bây giờ mình lại tiếp tục cấp phát động thêm một cái node nữa, lưu trữ giá trị data là chữ L. Và cái vùng link của nó là chưa có liên kết tới đứa nào, tại mới vừa cấp phát tới L thôi. Thì mình sẽ cho làm sao? Cho vùng link nó là null. Thế thì mình sẽ cho thằng L này á, nó được cấp phát. Thế thì bộ nhớ nó cấp phát ngẫu nhiên, giả sử tại cái ô nhớ là 600. Thế thì nó sẽ đưa cái địa chỉ 600 này trở thành thành phần link của node S. Thì tự động nó hiểu là S đã liên kết tới L. Tương tự với thằng Q. Được chưa? Như vậy là các thao tác thực hiện trong danh sách liên kết đơn nó sẽ là gì? Khởi tạo được danh sách liên kết là cái node đầu tiên của mình á. Thằng hit này á, đầu tiên phải là rỗng, chưa có node nào hết. Mỗi lần thêm một phần tử vào, đó là thao tác thứ nhất. Khi thêm thì có rất nhiều cách thêm. Được chưa? Thêm vào đầu. Tức là vốn đã có danh sách gì đây rồi, bây giờ thêm một node, node đó sẽ trở thành node đầu. Thêm vào cuối. Hay thêm vào một vị trí bất kỳ. Thêm sau một node bất kỳ trong danh sách liên kết, đó là gọi quá trình thêm. Thì mỗi lần thêm cứ tuân thủ theo nguyên tắc, giả sử bây giờ cô muốn khai báo một cái node chứa dữ liệu là chữ E ở phía sau cái node S, thì có phải là cô thêm chính giữa không? Như vậy khi đó cũng sẽ phải cấp phát động cho một cái thằng E. E đó có dữ liệu thông tin đó là chứa chữ E, cho cái thằng link của cái node S lưu địa chỉ của node E. Rồi khi đó là bắt buộc phải lấy cái thằng link của cái node E đó đó lưu trữ địa chỉ của thằng L. Như vậy đó là các cái hình thức mà để thêm. Rồi khi nào xóa, ví dụ bây giờ muốn xóa node L trong trường hợp đang có 4 node như vậy đi, thì xóa đó thì anh này xác định L không phải là đầu, chứ nếu đầu thì có cách xóa đầu, là đuôi thì lại có cách xóa đuôi. Bây giờ nó lại là một node phía sau node S, thì coi như là phải cho node S thay vì liên kết tới L thì bây giờ nó sẽ chứa địa chỉ liên kết tới thằng Q. Như vậy khi mà đã bẻ được, bỏ được cái liên kết này rồi, đảm bảo được cái đuôi phía sau, thì cái thằng L này bạn được phép bạn delete nó một cách thoải mái. Vậy bạn thấy rõ ràng mà không cần phải làm sao, phải thực hiện một mớ những thao tác gán làm gì cho mất công. À, đó là cái tính chất của danh sách liên kết đơn. Được chưa? Rồi, nhớ nhắc lại nha, những cái con số bên trên trong quá trình mua trữ trên cái hình này đó, đó chính là địa chỉ nha. Là các cái địa chỉ trong bài nhớ cái máy trong cái RAM này. Rồi, để cho một vài phút. Có gì thắc mắc không? Hỏi nè. Nhắn lại khúc đầu là khúc nào em? Em nói khúc đầu rồi, cô biết khúc đầu là khúc nào? Các số trong ô thì sao? Đâu có gì đâu em, các số trong ô thì mình khai báo cái kiểu dữ liệu của cái phần data của mình là kiểu số. Từ từ mình mới hiểu cái ý tính chất của nó, còn bắt đầu mình mới cài đặt ở phần phía sau. Còn bạn bạn Tiến Đức kêu giảng lại khúc đầu là khúc nào bạn? D thì tức là sao? Trời, tôi khổ ghê. Hỏi vậy rồi biết là dạng chỗ nào? D hay S hay L hay Q đều là một nốt ở bên trong cái anh danh sách liên kết đơn hết. Các bạn không có giỡn trong quá trình chat nha. Rồi, nhắc lại nè. D hay S hay L hay Q á, nó đều là một nốt. Vậy đầu tiên á,
là chắc chắn á, danh sách liên kết đơn là phải có nốt đầu, phải có nốt cuối, đúng không? Phải có nốt đầu, phải có nốt cuối. Như vậy thì giả sử danh sách của bạn á là chưa có gì hết, thì việc đầu tiên á, là bạn phải cho nguyên cái danh sách liên kết của bạn á, cái nốt đầu tiên là nốt null, tức là nó chưa có gì, đúng chưa? Mà đầu đã là null thì chắc chắn là đuôi cũng là null, không có đầu thì làm gì có nốt nào là đuôi nữa đâu, phải chưa? Nhưng sau đó ví dụ mọi người muốn thêm một cái nốt là nốt D vào, thì bây giờ nếu mà thêm vào trong một danh sách á, mình sẽ kiểm soát, mình đâu có biết được trong trường hợp tổng quát là danh sách đã có nốt nào hay chưa. Như vậy thì sẽ xảy ra những trường hợp này. Một là thêm vào đầu, hai là thêm vào cuối, ba là thêm sau một nốt bất kỳ. Như vậy thì nếu mà danh sách của mình đang rỗng, mình thêm một nốt vào, thì việc đầu tiên là phải cấp phát động cho cái nốt đó. Tại vì mỗi lần còn là cứ cấp phát động. Như vậy khi cấp phát động, giả sử cô nói cô muốn cấp phát động để cho lưu trữ được giá trị của nốt chứa thông tin là chữ D, thì coi như cô cấp phát động cho một đứa kiểu là một nốt trong danh sách liên kết đơn, và thành phần data của nó là chứa chữ D ha, là chứa chữ D. Còn thành phần mà link của nó thì chưa biết nó liên kết tới ai phía sau, cho nên mình cứ để null phía trước, hoặc là mình chưa thay đổi gì cả nha. Rồi sau đó làm sao? Mình dùng các phương pháp, các thuật toán mà ở phần slide phía sau mình tìm hiểu đó, mình thêm thằng D trở thành là nốt đầu. Như vậy thêm đầu xong thì mình giả sử là mình mới có thằng D thôi, thì có phải khi đó thằng D vừa là hit vừa là tail, tức là vừa là đầu vừa là đuôi luôn đó ha. Rồi sau đó cái mình muốn thêm thằng S phía sau thằng D, thì bây giờ đầu tiên cũng phải cấp phát thằng S, cấp phát động cho nó. Phần data của nó là chứa chữ S, cái phần link của nó thì mình chưa biết, cho nên mình cứ để nó là không có gì cả, cứ để vậy đi. Nhưng mà thằng S này chắc chắn được cấp phát tại một địa chỉ nào đó. Mình sẽ phải dùng các phương pháp, các thuật toán ở phía sau mà mình học. Mình cho cái nốt D này nè, nó phải liên kết được với nốt S. Như vậy thì thằng D này làm sao liên kết được với S? Thì thông qua cái thành phần thứ hai của mỗi một phần tử trong danh sách liên kết là thành phần link. Mình sẽ cho cái thằng link của nốt D chứa địa chỉ của thằng S. Như vậy tức là thằng S được cấp phát ở đâu? Giả sử tại bài nhớ 500, thì cái 500 đó, cái địa chỉ đó trở thành thông tin được lưu trong cái thành phần link của nốt D. Được chưa? Cứ như vậy với những nốt sau. Được chưa? Đâu, nãy bạn nào nhờ giảng lại, được chưa em? Rồi, ok. Bạn khác còn thắc mắc gì với lại cái mô phỏng, cái cấu trúc của danh sách liên kết đơn không? Mình hiểu cái ý tưởng của nó xong rồi mình mới bắt đầu là mình đi vào cái phần là mình cài đặt ha. Cái chương này 2.1 và cả 2.2 luôn á, tức là hai bộ slide mà gửi các bạn đó, là mình đi tới 15 tiết lận. Nhà mình đi 15 tiết, mà 15 tiết của mình là 5 buổi á. Được chưa? Là 5 buổi. Thì cô thấy là hình như lịch tuần sau của mình cũng được học, tức là như chắc các bạn không có bị vướng môn nào hết. Rồi coi như là tuần sau nếu mình học thì mình được 3 buổi. Nhưng mà cái phần này của mình mới đi vào buổi thứ hai của chương này thôi, đúng không? Trong khi cái chương này mình học tới 5 buổi lần. Rồi mình chờ những tuần sau đó coi sắp lịch như thế nào ha. Tuần sau tuần kia nữa cô. Ủa sắp được lịch hả? Cô thấy trên lịch của cô là chỉ có được tuần này với tuần sau, tuần kia nữa, tuần sau nữa đó, thì chưa thấy gì hết. Thì cứ chờ thôi nha. Chắc nhiều khi lịch của cô cập nhật trễ hay sao đó. Chứ cô thấy lịch của cô cập nhật là giống như tuần rồi là cái đó các bạn bận nè, là không có nè. Rồi tuần này, rồi cô thấy là tuần sau thì ok, nhưng mà tuần tới nữa đó thì không thấy lịch ha. Tới hết tháng 8 đúng không? Ừ, cô thấy là lịch chỉ có tuần sau nữa, mà tuần sau ngày cỡ ngày 19, ngày 26 cô chưa thấy lịch, ngày 26 tháng 8 cô chưa thấy lịch, cho nên là cứ từ từ thôi, tới học tới tuần nào rồi tính tiếp ha. Rồi được chưa? Tiếp hen. Rồi bây giờ bắt đầu mình hiểu cái cách mà lưu trữ danh sách liên kết đơn rồi, thì bây giờ bắt đầu mình mới đi vào một số những cái phương pháp mà khi mình làm việc với anh này.
Thì mình giả sử đi là bây giờ cái vùng data của cái danh sách liên kết đơn mình tìm hiểu nó sẽ là chữ số nguyên, chữ số nguyên nha, là coi như thông tin của nó. Chứ còn dĩ nhiên bên ngoài thực tế nó kiểu nào nó chứ không được trơn á, tức là miễn sao là các kiểu lưu trữ mà nó hiểu thôi, ví dụ như là float, chars, hoặc là một cái struct khác cũng không chừng các bạn, tức là kiểu sinh viên và bạn tự định nghĩa cũng không chừng, thoải mái ha. Ở đây mình để mình tiện bề và mình dễ làm việc đó, thì cô giả sử là cái vùng data của mình là chứa toàn là số nguyên, tức là mỗi một node chứa thông tin là đều là số nguyên. Như vậy khi đó mình khai báo cấu trúc một node trong danh sách liên kết đơn, thì mình nhớ một node nó có hai thành phần đúng không? Thành phần thứ nhất là data, là chứa thông tin cần lưu trữ. Thành phần thứ hai là chứa cái địa chỉ của cái đứa nằm ở phía sau. Như vậy thì bây giờ thành phần thứ nhất cô đặt tên cho nó là info, và cái kiểu dữ liệu của nó cô để ở phía trước. Còn thành phần phía sau á là dùng để, xin lỗi, thành phần thứ hai là để lưu địa chỉ của node sau. Mà node sau cần lưu địa chỉ thì nó chính là địa chỉ của một cái phần tử phía sau. Phần tử phía sau là chắc chắn cũng là kiểu node. Như vậy cho nên anh này để lưu được địa chỉ của đứa sau thì nó cũng phải là kiểu đó, thì nó mới có thể lưu trữ được địa chỉ của đứa sau. Nếu đứa sau là một đứa số nguyên thì cái kiểu của cái anh con trỏ này để lưu trữ địa chỉ sẽ là kiểu số nguyên, tức là in sao. Nhưng mà do cái đứa phần tử phía sau trong danh sách liên kết đơn nó cũng là một node nữa, cho nên muốn lưu được địa chỉ của nó thì phải là node sao. Và mình đặt tên cho thành phần này là nest. Như vậy thành phần nest là một con trỏ lưu địa chỉ node sau ha. Còn thành phần info là kiểu dữ liệu để mình lưu trữ thông tin cho mỗi một node là chứa giá trị là cái gì. Được chưa? Như vậy mỗi một node trong danh sách liên kết đơn phải là kiểu node này. Struct main, dĩ nhiên mình khai báo mình để toàn cục, đúng không? Mình để toàn cục, ở trên mới include cái gì đó, là phía dưới bắt đầu đi định nghĩa cái struct này luôn. Là mỗi một node. Như vậy mỗi một lần mà muốn khai báo thêm một node cho danh sách liên kết thì phải là gì? Ví dụ một thằng A nào đó, thì bây giờ A đó phải là nêu node, đúng không? Và sử dụng toán tử nêu để cấp phát, như vậy sẽ là nêu node. À, rồi ví dụ là muốn xóa anh này thì sẽ phải là gì? Delete tên của cái anh này, tên của anh này. Đó, cứ như vậy mà mình làm. Như vậy thì mỗi một node là có cấu trúc là một cái struct như vậy. Vậy bây giờ trong danh sách liên kết đơn của mình thì nó gì? Nó có nhiều node đúng không? Nhưng mà mỗi một lần một đứa nào mà kiểu danh sách liên kết đơn thì nó cần lưu địa chỉ của node đầu và node cuối. Như vậy mình giả sử mình đặt tên node đầu á, là hit. Hit này cũng sẽ là một node. Và tail, tail cũng là một node. Được chưa? Như vậy thì khi đó khai báo một cái cấu trúc tên là SLIC. SLIC này á, thì thường là người ta viết tắt của cái từ đó là single leak, hay là có nhiều khi bạn đọc tên thì bạn thấy nó sẽ là ghi cái chữ đó là singly leak, singly linked leak, cũng là nó đó ha. Tức là thể hiện cho cái gì đó là đơn, đơn lẻ thì là danh sách liên kết đơn. Thì mỗi một phần tử nào mà cái kiểu single leak này á, nó sẽ có hai thành phần. Một á là cái lưu trữ địa chỉ của cái node đầu danh sách, tức là node sau hit, và hai là địa chỉ của node cuối danh sách là node sau tail. À, như vậy đây là hai cái thông tin mình sẽ khai báo toàn cục. Như vậy tùy thôi. Ví dụ nếu cái mảng của mình, xin lỗi, nếu mà cái danh sách của mình cần lưu trữ cái con số nguyên thì cái phần data ngay đây nè sẽ được thế bằng chữ INT. Được chưa? Nếu lưu trữ thông tin là các ký tự như hồi nãy cái ví dụ ở slide trước của mình đó, thì ngay đây sẽ là kiểu chars. Tức là mỗi một node thì lưu trữ cái gì? À. Rồi, để cho một vài phút cho mọi người hình dung cái anh này xong, sau đó mình sẽ đi tiếp cái phần ví dụ và mình khai báo ở phía sau. Rồi, được chưa? Tiếp hen. Rồi. Bây giờ mình biết cái cách mà khai báo nó rồi. Như bây giờ mình giả sử đi, mình khai báo một danh sách liên kết đơn chứa các loại dữ liệu như sau.
Thứ nhất á, là mình sẽ chứa một số thật. Thứ hai là mình chứa một đứa là kiểu phân số. Và thứ ba là mình có thể chứa được một đứa kiểu sinh viên. Thứ tư là mình sẽ chứa một cái đối tượng là một kiểu lớp, hoặc một đứa kiểu lớp. Rồi vậy thì mọi người thử, mọi người viết cho cô là đối với là từng loại này thì khai báo danh sách liên kết đơn như thế nào. Tức là viết cái phần khai báo hai cái struct viết làm sao. Rồi cho 5 phút chuẩn bị nha. Số thật thì dễ rồi phải không? Số thật thì thôi lấy kiểu double đi nha. Lấy kiểu double đi. Rồi phân số thì khai báo làm sao? Mỗi phân số dĩ nhiên phải có tử, phải có mẫu, phải không? Suy nghĩ. Rồi sinh viên làm sao? Lớp làm sao? Rồi cho 5 phút. Bây giờ là 8:36. Cho các bạn chuẩn bị bài này 5 phút là tới 8:41 phải không? Rồi tới 8:41.
chưa có cái gì mà gõ vô khung chat gì bằng Phước. Cứ tạm quy ước với nhau là cái thành phần đầu tiên mình đặt tên là info đi ha mọi người. Viết tắt của tờ information đó ha. Rồi, bạn Phước thì bạn mình nó pass cho cái cách đầu tiên khi khai báo đó là số thật thì can value đó mọi người, để float hoặc double tùy vào cái khả năng mọi người muốn nó chính xác bao nhiêu chữ số hoặc thập phân. Phải không? Rồi, đó là khai báo cấu trúc cho một nốt, nhưng bây giờ người ta đang kêu đó là nguyên cái danh sách liên kết mà. Thì đồng nghĩa việc bên dưới mình phải có một cái struct SLIC nữa đúng không? Bên trong nó sẽ có gì? Nốt của sao hit, nốt sao tail, đúng chưa? Phải có hai thông tin đó nữa thì mới đủ. Rồi bây giờ tới phân số thì sao cả lớp? Phân số thì khai báo làm sao? Phân số thì nó sẽ nằm tại thông tin giống như cái chỗ float của information vậy đó, đúng không? Như vậy thì khi đó phân số thì chắc chắn nó phải có hai thành phần là tử với mẫu. Như vậy đầu tiên mọi người phải định nghĩa cái gì trước? Cái struct phân số trước. Định nghĩa một cái struct giả sử đặt tên là phân số, trong đó có hai thành phần int tử rồi int mẫu, đúng không? Là một cái struct phân số. Sau đó đi xuống dưới định nghĩa một cái node của cái danh sách liên kết đơn, sẽ là struct node. Bên trong sẽ có hai thành phần là kiểu phân số, tên thành phần đó là info. Như vậy tức là info kiểu phân số. Rồi thành phần thứ hai sẽ là cái gì? Thành phần thứ hai sẽ là node sao nest. Đó là một node trong cái phân số. Rồi xuống dưới cũng phải có một cái struct SLIC, cũng sẽ có node sao hit và node sao tail. Được chưa? Đó là kiểu phân số. Còn kiểu sinh viên thì sao? Kiểu sinh viên thì nó lại có tới nhiều thông tin, đúng không? Như vậy cũng định nghĩa một cái struct sinh viên trước. Có cái thông tin đó, mã sinh viên, họ tên, ngày sinh. Ngày sinh lại là kiểu ngày tháng năm. Như vậy thì mọi người có thể tách ra, nó là một cái struct kiểu date. Trong đó có 3 thành phần ngày tháng năm. Rồi cái kiểu struct sinh viên á, thì thành phần thứ nhất là mã sinh viên, thì mọi người thích cho nó là kiểu gì đó? Kiểu chart hay là kiểu kiểu mãi một chiều kiểu chart ha. Rồi họ tên cũng vậy, riêng cái ngày sinh thì phải là cái kiểu cái struct ngày sinh ở phía trên ha, kiểu struct ngày. Rồi địa chỉ thì cũng là chart mấy ký tự gì đó. Như vậy bạn có được cái struct sinh viên. Rồi sau khi có struct sinh viên, bạn khai báo struct node thì sẽ là sinh viên value hoặc là sinh viên info, đúng chưa? Mình quy ước là info thì sẽ là sinh viên info, tức là thành phần info kiểu sinh viên. Rồi bên dưới sẽ là node sao nét, tức là mỗi một cái phần tử bây giờ nó lưu trữ là lưu trữ thông tin của một sinh viên. Được chưa? Rồi bên dưới cũng phải có cái struct của SLIC, tức là cũng phải có node sao hit, node sao tail, tương tự cho thằng lớp, phải chưa? Rồi có ai thắc mắc gì với lại bốn ví dụ này mà cái cách khai báo không? Rồi để cho vài phút, có ai thắc mắc cái gì á thì nói nè. Trong thời gian này chờ một xíu ha, cô bật lại cái màn hình thông tin đi, vô điểm danh cho các bạn, đồng bộ điểm danh cái ha. Đâu rồi? Điểm danh. Đây điểm danh. Giờ đồng bộ điểm danh trước đi. Xong rồi nốt vô, tại vì cũng có bạn xin phép. Học kỳ 1 đúng không? Nay ngày 5 tháng 8. RTH5. Rồi đồng bộ điểm danh trước cái ha. Rồi đọc tên những bạn mà trên hệ thống nó đồng bộ là vắng này nha. Để cô tích lại, có một bạn là nó xin phép từ hôm qua. Bạn xin phép từ hôm qua đâu rồi, là bạn Chí Nguyên. Hồ Chí Nguyên. Cô sao tên bạn trong đây không có? À đây, Hồ Chí Nguyên. Rồi cột này là cột có phép. Rồi bạn mình xin có phép. Rồi
Rồi còn lại đọc tên những bạn vắng mà không phép này nha. Bạn Hồ Chí Nguyên thì có phép cho bạn có xin. Rồi những bạn sau đây là không phép mà hệ thống nó đồng bộ nè. Nguyễn Hữu Hiếu nè, Lê Phúc Hậu, Nguyễn Hoàng Gia Bảo, Ngô Tấn Nhật, Trương Minh Đăng, Lâm Gia Huy, Nguyễn Trần Tấn Lộc, Phạm Hồng Khôi, Hồ Lê Cao Nghiêm, Trương Trần Bảo Long, Trần Minh Trung, Bùi Văn à, xin lỗi Bùi Quang Tiến. Đó là những bạn mà hệ thống đồng bộ bắn không phép nha. Rồi được chưa, lưu điểm nhanh nha, ổn đúng không? Rồi lưu. À chưa nhận xét. Rồi rồi bây giờ để xuất danh sách ra luôn cho nó chắc đi nha, cô lưu danh sách đi cho chắc. Rồi để đó đi, lưu cho chắc để coi cái danh sách này có phải không. Đâu rồi danh sách đây, TH5. Rồi ok, rồi lưu được rồi, được chưa? Rồi xong hen, bây giờ quay trở lại coi chị coi vậy. Sao giờ mới kêu coi em, nãy giờ cô đồng bộ cô đợi bao lâu rồi? Đây mình Huy để có mà, trời vậy cũng la lên khổ ghê. Cô Tấn Lộc có coi nè, em bị giăng coi. Tấn Lộc đâu rồi? Rồi để lưu điểm danh lại chờ xíu. Để cô xóa mấy cái file cũ để đồng bộ lại cho nó bị lưu xuống nó bị sai. Chờ tí nha, trong thời gian đó có gì thắc mắc thì hỏi đó nha. Tấn Lộc có đúng không? Đúng không em? Dạ con. Rồi dạ, ok. Rồi lưu điểm nhanh nha. Rồi xuất lại Excel. Cái này cô phải xuất mỗi buổi nha, để cho chắc ăn. Tại lỡ dù một ngày đẹp trời rồi đó, hệ thống nó lỗi, nó mất hết mấy cái file điểm danh trước đó thì các bạn là người mệt nha. Cho nên là chờ một xíu để đồng bộ điểm danh, cái đồng bộ xong luôn file xuống máy nè. Ủa cô ơi, sao em không thấy tên Nguyễn Thắng cô? Chuyện gì bạn? Bạn tên gì? Dạ Nguyễn Quốc Thắng cô. Này danh sách ở trên web thì cô đâu biết đâu, nếu bạn có đăng ký đúng môn thì các bạn vô thôi. Đây nè, đây đầu tiên là từ bạn Hiếu là từ số 1 nè, rồi Nguyễn Quốc Thắng đúng không? Dạ em thấy được. Ôi dạ, trời dạ, đất ơi. Rồi có, bạn có đăng ký môn học thì chắc là trên đây người ta có. Rồi ok xong, đồng bộ danh sách xuống rồi. Rồi được chưa, có gì thắc mắc không? Đi tiếp nha. Nay mình học tới cỡ 9 giờ 13, 14 đó, mình lật đật mình lo mình ngưng ha. Để giống như tuần rồi tới 9 giờ 15 cái bị ngắt Zoom ha. Rồi cái stress gì em? Stress note. Bạn Châu Ngọc Phước sai rồi, hồi nãy cô nói rồi, cái kiểu sinh viên của bạn á. Trời ơi, làm sao mà để chung được em? Trời ơi, làm sao mà để chung được? Khổ tâm ghê. Phân số là riêng, được không? Phân số đó là riêng nè. Nha. Từ từ, chờ xíu. Trời ơi, nói xong hết hồn. Mỗi một câu này là một câu riêng mà em.
đâu thể nào mà em gom chung vô trong một cái danh sách liên kết để em lưu được. Một danh sách liên kết thì nó chỉ lưu một đó là số thật, hai là từng phần tử bên trong nó phải là phân số, hoặc là từng phần tử bên trong nó là sinh viên, hoặc từng phần tử bên trong nó là lớp. Chứ làm gì mà em dồn vô cục chỉ phước, làm sao được. Trời ơi, nó để giá trị xong rồi để cho một đống vô. Danh sách liên kết lưu cho số thật khác. Ngày người ta là 4 câu mà ông tướng. Làm sao mà em gom chung được, hình dung không? Được chưa? Bạn Phước được không? Như vậy thì cái anh số 1 á là mới là khai báo là cái gì? Info là kiểu value. Next á là not sao. Trời hồi nãy cô nói quá trời luôn mà các bạn tới chừng các bạn dục vô chung là chết rồi. Câu số 2 á là cái cấu trúc nốt của nó khác. Không nghe kẹt cái gì, trời ơi tôi nói rất là chậm luôn ấy. Trời ơi đồng chí, chú ý xíu nha. Dạ các bạn, nếu mà có video cô mà quay được ngày hôm nay nó thành công làm ơn coi lại video. Câu số 1 là riêng câu số 1, là chỉ riêng của danh sách liên kết đơn câu số 1 thôi. Câu số 2 á là chỉ lưu trữ danh sách liên kết đơn mà mỗi phần tử là một phân số. Được chưa? Như vậy thì đầu tiên là phải khai báo cái struct phân số trước. Trong cái struct phân số đó có hai thành phần, tử với mẫu, chỉ số nguyên, rồi hết cái struct đó chấm phẩy. Rồi mới khai báo cái cấu trúc struct node. Thì bên trong struct node có hai thành phần là gì? Info là kiểu phân số. Thành phần thứ hai là not sao net, rồi hết struct đó chấm phẩy. Như vậy cái node của câu số 2 nó khác. Rồi, dĩ nhiên câu 1 với câu 2 đều có cái unstruct cuối cùng là cái gì? Là cái struct S-link, là cái struct danh sách liên kết đơn. Thì bên trong nó có hai thành phần là not sao hit và not sao tail. Phải chưa? Tương tự dành cho thằng thứ 3. Đầu tiên, thằng thứ 3 có thằng anh là kiểu ngày sinh. Kiểu ngày sinh đâu có kiểu ngày tháng năm sẵn, phải không? Phải đi định nghĩa. Như vậy đầu tiên, khai báo một cái struct kiểu dead. Struct dead bên trong ba thành phần kiểu số nguyên, ngày tháng năm, rồi hết struct đó chấm phẩy. Struct thứ hai là struct sinh viên. Bên trong nó sẽ có mấy thông tin? 4 thông tin. Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Rồi chấm phẩy, hết cái struct sinh viên. Rồi khai báo cái struct thứ ba mới là struct node dành cho cái canh sinh viên. Như vậy là struct node bên trong hai thành phần. Info là kiểu sinh viên và next là kiểu not sao. Rồi thêm một cái struct thứ tư cho câu số 3 là cái struct gì? S-link. Bên trong có hai thành phần not sao hit và not sao tail. Rồi tương tự cho câu số 4. Được chưa? Trời ơi, chứ cái gì mà nó dục hầm bà làng vô trong một cái struct là sai rồi. Được chưa? Bốn con này riêng rời nhau mà. Và nhớ mỗi một nốt ở trong danh sách liên kết đơn nó chỉ chứa một loại dữ liệu. Còn cái loại dữ liệu đó là cái loại gì thì tùy bạn định nghĩa. Các kiểu cơ bản, in, float, double hay là kiểu một cái struct khác. Rồi được chưa bạn Phước? Cái việc mà bắt đầu ngồi cài đặt này nữa thì các bạn phải đợi tới thực hành. Chứ bây giờ mà ngồi gõ hết cái này nữa thì về cô nói hết trơn rồi, bạn về bạn phải chuyển đổi chứ. Đúng không? Cái việc mà đi định nghĩa một cái struct mà giờ không lẽ cô phải định nghĩa cho các bạn nữa hả? Đâu bây giờ thử định nghĩa cho cô câu số 3 coi. Cô kêu ngẫu nhiên các bạn nào định nghĩa cho cô nghe coi. Viết full ra dạng code cho cô xem luôn nha. Bây giờ là xong kỹ thuật, xong nhập môn lập trình rồi mà bây giờ kêu định nghĩa struct là còn ngồi kêu cô ơi cô định nghĩa cho tụi em nữa là bó tay rồi. Đâu bây giờ kêu đại ngẫu nhiên một bạn. Bạn định nghĩa cho cô nghe cái câu số 3. Định nghĩa danh sách liên kết của câu số 3. Rồi đâu? Kêu đại coi. Lý Tuấn Tài. Bạn Tài đâu rồi?
Kìa bạn Kha nó có pass vô luôn rồi kìa. Đó người ta khai báo kìa. Thứ nhất, mã số sinh viên. Ngày sinh không có kiểu in nào tê được em thiếu địa chỉ nữa. Bạn Tuấn Kha, bạn coi trong khung chat của bạn mình đó. Nha. Rồi đây, đưa qua luôn màn hình cho coi nè, đây. Đúng không? Bạn mình đang viết vậy. Kiểu sinh viên thiếu rồi phải không? Được chưa? Kiểu sinh viên thiếu. Tại vì cái kiểu ngày sinh này đâu phải là INT, kiểu ngày sinh này phải kiểu ngày tháng năm chứ. Như vậy định nghĩa một cái struct phía trước để coi phía dưới có ba bạn nữa nè. Rồi giờ chưa đổi gì, rồi giờ lấy cái này đi sửa nha. Đầu tiên trước struct sinh viên khai báo cho cô cái struct date. Trong đó có ba thành phần, mỗi một giá trị kiểu date là phải có ngày tháng năm mà phải không? Như vậy struct thứ nhất là struct date. Ba thông tin, ngày tháng năm. Mỗi thông tin là kiểu số nguyên. Được chưa? Rồi xong chấm phẩy, hết struct date. Tới struct sinh viên. Bên trong char mã số sinh viên 10 ký tự gì đó như bạn mình đó. Rồi char địa chỉ, rồi char họ tên, thiếu họ tên rồi. Rồi kiểu ngày sinh thì phải là cái kiểu kiểu date hồi nãy đã định nghĩa ở phía trên. Được chưa? Là hai struct. Rồi. Lúc này mới sao? Không có gom riêng, không có gom chung như thế này nha, tại vì mỗi câu này là người ta đang hỏi bạn là một danh sách liên kết loại đó đó. Bây giờ nếu là câu 3 thôi thì đầu tiên đó là struct date. Thứ hai là struct sinh viên thì thứ ba sẽ là struct note. Thì mỗi một note đó câu số 3 thành phần info sẽ là kiểu của sinh viên. Được chưa? Thành phần info sẽ là kiểu của sinh viên, tức là cái kiểu của cái struct sinh viên của bạn. Chứ đâu có kêu các bạn gom chung vào trong một bài đâu. Một danh sách liên kết đơn nó lưu một địa một cái thông tin thôi. Được chưa? Rồi xong sau đó thì sao? Bên trong cái nốt đó của các anh sinh viên thì sẽ có hai thành phần. Sinh viên info, tức là thành phần info kiểu sinh viên. Nốt sau net. Rồi, cái struct thứ tư là cái gì? Struct SLIC. Bên trong hai thành phần not sao hit, not sao tail là xong câu số 3. Được chưa? Khổ dễ sợ khổ. Đó bây giờ có đồng chí Đặng Văn Phong khai báo xong thấy trời ơi, nó viết tới bây giờ vẫn không biết được. À, bạn cần đúng thôi nha bạn Phong nha, nhưng mà cha tên sinh viên, cha địa chỉ bạn khai báo kiểu như vậy là tên sinh viên người ta gõ được có một chữ thôi á. Địa chỉ người ta cũng chỉ gõ được có một chữ thôi. Trong khi á, tức là một ký tự á, trong khi cái họ tên người ta thì phải nhiều ký tự chứ, phải là cửu mãn. Khổ ghê. Được chưa? Rồi cả lớp được chưa? Không phản hồi gì luôn. Đây nè, cái thành phần của bạn bạn Phong viết nè. Thì nhớ là hai cái cha này làm ơn cho số lượng ký tự vô ha. Rồi xong câu số 4 đó thì mới là cái gì? À, cái kiểu struct sinh viên ở trên đã có xong rồi, bắt đầu mới định nghĩa kiểu struct lớp, rồi xong mới định nghĩa struct node, rồi định nghĩa struct SLIC. Hình dung không? Mỗi một danh sách liên kết tụi nó không có thể nào mà mỗi phần tử nó kiểu khác nhau được nha các bạn nha. Được không? Mà nó phải là cùng một kiểu ha, thì một node đó nó mới có ý nghĩa. Rồi, được chưa? Lâu cũng chấp vượt qua lại chỗ cũ. À, như vậy là khai báo là được rồi hen. Tiếp nha, các thao tác cơ bản. À, các thao tác cơ bản. Rồi, tiếp. Cố gắng làm từ từ. Còn để cài đặt thì mai mốt mình còn cái môn thực hành nữa mà, phải không? Thì thầy cô dạy thực hành sẽ hướng dẫn kỹ lại các bạn cái phần này. Còn dĩ nhiên trong lúc học lý thuyết nếu được cũng nên tập cài đặt. Tại vì gần như nó có gần hết rồi. Mình tập mình cài đặt thì mình làm thêm các phương pháp thôi. Rồi bây giờ các thao tác cơ bản trên một cái danh sách liên kết đơn này. À, thì đầu tiên là hàm tạo một nốt mỗi lần mà mọi người muốn tiến hành đưa một nốt, tạo mới một nốt để cho quá trình lưu trữ là mình phải tạo cái nốt đó. Nói nôm na ra là quá trình mình cấp phát động cho cái nốt đó. Như vậy cái nốt đó kiểu gì thì nó tùy thuộc vào cái việc hồi nãy mình đã khai báo. Cái nốt đó chứa thông tin gì thì bên trong mình biết nó có hai thông tin. Thứ nhất là info,
mình đang giả sử là thành phần info trong tất cả các phương pháp này mình sử dụng thuộc giả này nè, thì mình giả sử thành phần info đang là số nguyên. Còn dĩ nhiên nếu là kiểu sinh viên thì khác phải không, rồi kiểu ngày tháng năm thì khác, rồi kiểu phân số thì khác phải chưa, thì tức là mọi người xử lý cái việc nhập dữ liệu thôi. Còn bây giờ mình giả sử là cái việc nhập dữ liệu đơn giản nhất là nhập thông tin dành cho số nguyên. Như vậy thì mình sẽ viết cái hàm, để mỗi lần gọi cái hàm này là mình sẽ tạo được một nốt để chuẩn bị mình gắn kết nó vào cho cái danh sách liên kết. Như vậy thì cái nốt này được tạo xong, mình sẽ phải trả về địa chỉ. Tại vì địa chỉ của nó là cái đứa dùng để cho cái thằng phía trước nó lưu trữ, đúng không? Cái nốt phía trước phải lưu được địa chỉ nốt sau. Như vậy cái nốt mình mới tạo là xíu mình sẽ gắn nó vào một phần tử nào đó ở trong cái danh sách liên kết. Cho nên là cái anh này phải trả về kiểu kiểu gì? Kiểu địa chỉ. Mà kiểu địa chỉ của một nốt thì nó sẽ là kiểu nốt sao ha, Re-A nốt. Đặt tên hàm đó mọi người. Rồi bắt đầu thành phần info nó chứa cái gì, thì tức là mình biết để gọi được hàm này thì phải truyền thành phần info vô. Thành phần info đang giả sử là kiểu số nguyên, cho nên là int. Như vậy bây giờ đầu tiên khai báo một cái con trỏ, rồi sau đó cấp phát động bằng toán tử nêu. Như vậy not sau b bằng nêu not. Như vậy là coi như tự động sao, nó cấp phát cho mọi người rồi đúng không. Một cái not sẽ chứa được địa chỉ. Mình sẽ kiểm soát cái việc là nếu như mà trong trường hợp RAM của bạn á, mà nó bị đầy rồi á, bây giờ nó không có thể nào, không có đủ chỗ để cấp phát nữa, thì nó sẽ là cho cấp phát thằng B này bằng null á, mặc dù bạn nêu nó, tức là nó không trả ra được địa chỉ tại vì không cấp phát được. Cho nên mình kiểm soát việc đó bằng một câu lệnh if. Nếu như cái nốt B này mà nó bằng bằng null, bằng bằng null, đồng nghĩa với lại việc là sao, này tự chú thích nha, RAM của mình không còn đủ số lượng byte liên tục để cấp phát cho kiểu số nguyên. Mỗi lần cần số nguyên là coi như cần 4 byte phải không? Thì lỡ như đó là toàn bộ cái RAM của bạn còn 3 byte à, chỗ đâu mà để nó cấp phát phải không? Dù là ngẫu nhiên đó, nhưng mà bây giờ không có còn đủ chỗ nữa. Cho nên trong trường hợp đó thì nó sẽ trả về thằng B của mình là null. Thì bạn có thể print ra trên màn hình cái câu là không đủ bộ nhớ, được chưa? Và bạn return về null, tức là trả kết quả của hàm này là null. Như vậy khi mà mình gọi hàm này, mình xử lý, nếu kết quả của hàm này trả về mà là null, thì bạn có thể báo ra bên ngoài câu là à, thêm không thành công, không có thêm được nữa. Nhưng mà chuyện này rất hiếm khi xảy ra nha, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Rồi, còn nếu như B không có bằng null, tức là B khác null, tức là nó nêu nốt được các bạn ha, nó nêu nốt tức là nó cấp phát được cho thằng B là một cái địa chỉ rồi đó. Nhưng mà chẳng qua thằng B này nó sẽ lưu thông tin là địa chỉ của cái đứa mà đã được cấp phát động, được chưa? Như vậy thì coi như nêu xong là coi như đã nêu được một đứa kiểu dữ liệu nốt, thì coi như giống như là nó có một cái hình như vậy, hai thành phần info với lại net. Thì mình sẽ lấy cái thằng is là cái thằng mình cần lưu trữ, mình dục vào cho cái thằng info. Như vậy thì b info là bằng is, được chưa? B trỏ đến thành phần info bằng is. B này có hai thành phần, sử dụng ký pháp trỏ, trỏ tới thành phần thứ nhất, thành phần info bằng is. Và B ký pháp trỏ, trỏ tới thành phần thứ hai là thành phần net. Thì mình mặc định mình cho nó bằng null trước, tại vì mình chưa biết cái nốt này của mình sẽ gắn vào đâu, cho nên mình cứ cho cái đuôi của nó là null trước đã. Như vậy B net bằng null, và cuối cùng mình return về B, tức là return về địa chỉ của cái nốt mới vừa được tạo ra. Rồi như vậy đây là cái hàm tạo nốt. Rồi có ai thắc mắc cái gì không? Quá trình này là bây giờ mới hỏi nè, hỏi là không hiểu là cứ phải hỏi nè nha, đừng có sợ bị la hay đừng có sợ gì hết. Ví dụ mình làm sai, giống như hồi nãy bạn Phước các bạn làm sai, nhưng bạn cứ đưa vô bình thường không gì cả ha, sửa, bạn thảy vô thì cô mới biết là bạn sai đâu để cô sửa. Hoặc là cứ bật mic lên nói thoải mái nha, chứ đừng có nghe xong rồi cứ la 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 gì đó, xong rồi cái ví dụ lớn tiếng lên nói cứ nghĩ là à không, cô la như vậy mình sợ, hoặc là mình đưa vô sai cái cô sẽ la. Sửa xong em buồn luôn. Nhưng mà bây giờ em hết buồn chưa? Sau khi sửa xong thì em thấy là em hết buồn chưa? Rồi đó, ừ, em hết buồn được rồi đó, chủ yếu là cái đó các bạn ha. Chứ ví dụ như dĩ nhiên nhiều khi cô đang giảng cái xong cái cô thấy nói đã đời xong bạn làm sai, nhiều khi cũng sẽ hơi bực, được không? Cái thấy cái giọng nó hơi lớn tiếng, đừng có sợ nha, cứ hỏi
được chưa, cứ hỏi. Nhưng mà cái kiểu mà tự nhiên nãy giờ không nghe gì hết, cái tự nhiên xong bảo cô ơi giảng là chỗ đó đi nãy em không nghe, bực lắm nha. À, bực lắm thì sẽ bị la nhiều nha, được chưa? À, nhưng mà lời khuyên ha, không hiểu cứ hỏi, được chưa? Còn sức giảng tới đâu sẽ cố gắng giảng. Rồi đây là hàm tạo nốt. Như vậy mỗi lần gọi cái hàm tạo nốt này nó sẽ trả cho mình một trong hai kết quả. Một á, là nó trả về null nếu bộ nhớ hết. Hai là nó trả về cho mình được địa chỉ của cái nốt mà mới vừa được tạo ra ha, được chưa? Cứ nhớ mỗi lần gọi hàm này là nhớ cái hình bên tay phải giùm cô. Đó là cứ info là đưa cái thành phần x vô. Còn dĩ nhiên nếu mà cái thằng x này nó là kiểu sinh viên đó thì sẽ là sinh viên x nào đó đúng không, hoặc là sinh viên SV nào đó, thì đưa cái thằng SV đó truyền vô, thì cái quá trình mà để nhập dữ liệu cho cái thằng SV đó đó, mọi người có thể gọi nó là một cái hàm riêng ha. Còn nếu như anh này chỉ là một con số nguyên thôi thì cái lúc mà gọi hàm này chỉ việc đó là cái gì, người dùng đã nhập thẳng giá trị số nguyên thì mình truyền thăm trị để mình đưa nó vào trong copy giá trị mình đưa vào cho con x, hay là con x này được gán vô ha. Đó là cái hàm tạo nốt. Hàm này bất di bất dịch, mỗi lần cài đặt danh sách liên kết đơn thì thứ nhất khai báo cấu trúc nốt, mà cấu trúc nốt đó mà bên trong thành phần info mà lạ lạ đó là phía trên đã phải khai báo các thành phần đó rồi. Rồi thứ hai là khai báo cấu trúc của một single list, tức là struct slick gồm có node sau hit và node sau tail, được chưa? Rồi thứ ba là sẽ có cái hàm tạo node này, đó là những cái thứ mà bất di bất dịch đó, không có nó thì coi như những cái chức năng khác không có xây dựng được, hoặc là mình xây dựng được nhưng mình code rất là dài, tại vì bây giờ những cái nào mà xài chung đó thì người ta tách ra thành function riêng đi, được chưa? Rồi được hen, hàm thứ nhất. Hàm thứ hai đã có tạo rồi, chắc chắn tới chừng lúc nào đó mình cần xóa đúng không? Như vậy khi mình cần xóa thì mình sẽ là cái gì? Luôn luôn xóa là sẽ xóa được, tại vì chỉ việc remove nó ra khỏi bộ nhớ thôi. Đây này là xóa thật sự nè, chứ không phải giống như bên mảng một chiều mà xóa mà còn ngấp ngứ ha. Bên đây là xóa là đẩy ra khỏi memory luôn đó, đẩy khỏi RAM. Hàm trở về kiểu void thôi, tại biết chắc chắn đẩy khỏi RAM bình thường. Delete node sẽ đưa vào cái node mà mình cần xóa, và cái node này xóa xong á thì là coi như nó mất, cho nên bình thường trước khi truyền vô nó có địa chỉ đàng hoàng, nhưng mà sau khi xóa xong là nó mất cái thông tin địa chỉ đó, cho nên mình phải trả về bằng cơ chế thăm trị, à xin lỗi, bằng cơ chế thăm chiếu để mình trả về kết quả cho cái bên nơi gọi hàm là cái node này nó mất rồi, chính nó mất ở bên kia, chứ nếu không là nó chỉ mất ở bên trong hàm này còn bên ngoài nó vẫn còn nguyên đó nha. Như vậy anh này sẽ là node sau và b. Nếu b mà bằng null, nếu b bằng null thì tức là cái node này đưa vô xóa mà là node rỗng rồi, thì mình return chấm phẩy, tức là mình ngưng hàm thôi, không làm gì hết. Còn nếu ngược lại là return này nó chưa có làm thì mình sẽ cho b next này của nó là bằng null, tức là mình cho cái thành phần nó trở tới là null trước đặt, rồi sau đó mình delete b bằng toán tử delete là tự động sao vùng nhớ bị hủy cấp phát, được chưa? Đó, như vậy hai hàm này bất di bất dịch. À, bất di bất dịch lúc nào cũng có hết, được chưa cả lớp? Rồi hôm nay thì chắc là dừng lại ở hai cái thao tác này thôi. Về nhà mọi người coi trước giùm cô phần còn lại của danh sách liên kết đơn, à, của toàn bộ danh sách liên kết đơn bữa sau mình sẽ đi đó, và mình cũng sẽ đi vào từng cái phần code ở bên trong. Mọi người coi trước nè, coi trước bài, coi lại bài cũ, coi trước bài nha, để chuẩn bị cho tuần sau mình học. Rồi đó, còn cái gì thắc mắc trong cái phần chương này không, tới thời điểm hiện tại? À, bắt đầu buổi sau là mình đi từ cái việc đó là khởi tạo danh sách liên kết đơn nè. Hy vọng là video ghi nãy giờ nó ổn để có thể là share cho mọi người. Giờ này mà cuối tuần vui vẻ cái gì, mới có thứ năm mà. Rồi như vậy về coi kỹ lại cho cô phần slide phía trước, hình dung lại các cách cài đặt ha. Xong rồi bữa sau á, là mình còn một loạt những phía sau, mặc dù phía sau nó chỉ còn có cỡ khoảng là 12 13 slide thôi, nhưng mà phần phía sau rất là mệt nha. Được chưa? Phần phía sau cực kỳ mệt. Cho nên là chịu khó ngồi coi trước giùm cô. Hi. Rồi, ok, còn gì thắc mắc không? Nếu không còn gì thắc mắc thì mình nghỉ ha. Tại nãy giờ mình không có
mình không có nghỉ giải lao giữa 3 tiết đúng không? Cho nên là mình nghỉ vài phút. Rồi, ok, nếu không có gì nữa thì thôi. À, nghỉ, tuần sau tiếp tục, nhớ coi slide trước nha. Rồi, chào các bạn.